Game on. Tôi mong được là chính tôi, và tôi luôn muốn bay thật cao trên bầu trời với những ngôi sao. Cùng tôi hát lên, thật lòng tôi sẽ thấy hạnh phúc bao nhiêu. Dẫu biết gian nan và bao khó khăn, thì tôi vẫn thế, vẫn từng bước kiên cường. Chỉ có tôi thôi, tôi ở đây, và là tôi sẽ tự quyết cuộc đời tôi. Đã biết bao lời chê bai, bao lần tôi gục ngã, nhưng giờ tôi đứng đây, tiếng nấc trái tim tôi đập nhanh. Với anh đèn soi sáng nơi mà tôi mơ ước, tôi được là chính tôi. This is the stage of my life. Gian nan và bao khó khăn, thì tôi vẫn thế, vẫn từng bước kiên cường. Chỉ có tôi thôi, và tôi ở đây, và là tôi sẽ tự quyết cuộc đời tôi. Đã biết bao lời chê bai, bao lần tôi gục ngã, nhưng giờ tôi đứng đây, tiếng nấc trái tim tôi đập nhanh. Với anh đèn soi sáng nơi mà tôi mơ ước, tôi được là chính tôi. This is the stage of my life. I'm going to show, gonna be queen of the night. Highest of the moon. Nhìn tôi đây, hàn lòng lấy, ngày biết mấy. Bao ánh mắt đang dõi nhìn phía tôi. I will shine, chính đây là nơi tôi tỏa sáng. Với khúc ca ngân vang, gonna be queen of the night. Ánh sáng mới vì sao, người chiến thắng vào đêm nay. Là tôi đây, và tôi đứng trên cao ôi thật ngất ngây, và tôi biết tôi đã làm được. Chính con tim của tôi đã bao lần sợ ai, chạy thật nhanh đi về nơi ông một ai. Bờ vai vài lần buông, nhưng chẳng sao, vì giờ đây tôi đã, tôi biết tôi là ai. Yeah, yeah, yeah. Lấp lánh trên trời.
là tôi đây, và tôi đứng trên cao ôi thật lấp lánh, và tôi biết tôi đã làm được. Hey yeah, và tôi đứng trên cao ôi thật lấp lánh, và tôi biết tôi đã làm được. Xin chào đón người dẫn chương trình đến đây, MC Đức Bảo và Miss International Queen Việt Nam 2018, MC Đỗ Nhất Hà. Xin được trân trọng chào mừng toàn thể quý vị đã đến với đêm gala Miss International Queen Việt Nam Đại sứ quán Mỹ 2023. Các bạn cảm thấy thế nào ạ? Rất là tuyệt vời và ngày hôm nay rất là vinh dự khi được gặp lại đương kim Miss International Queen Việt Nam. Một tràng vỗ tay nữa cho Trân Đại và top 20 của chúng ta được không ạ? Đức Bảo rất vinh dự khi được có mặt trên sân khấu ngày hôm nay để cùng đồng hành với các thí sinh và đặc biệt là những cô gái rất xinh đẹp và dĩ nhiên người bạn dẫn của tôi, Miss International Queen Việt Nam 2018, Đỗ Nhật Hà. Và xin một tràng pháo tay thật lớn nữa cho màn trình diễn mở đầu cho chương trình ngày hôm nay tới từ đương kim Miss International Queen Việt Nam 2020, Phương Trương Trân Đài. Và cùng với tất cả các thí sinh của Miss International Queen Việt Nam 2023 trong trang phục của nhà thiết kế Nguyễn Nam, mọi người cảm thấy sao về màn trình diễn này ạ? Hãy cho chúng tôi nghe thấy tiếng vỗ tay, tiếng cổ vũ của quý vị. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và một lần nữa xin được cảm ơn đương kim Miss International Queen Việt Nam chị Phùng Trương Trân Đài ạ. Kính thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay là tối thứ bảy với vô vàn rất nhiều những sự lựa chọn giải trí khác nhau. Nhưng một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị ngay tại khán đài này đã lựa chọn Miss International Queen Việt Nam để đồng hành và lan tỏa. Và hơn hết đó chính là hàng trăm hàng ngàn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thông qua sóng livestream trực tiếp. Và một lần nữa xin được chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, chúng ta đã cùng đồng hành, đã cùng chứng kiến rất nhiều những khoảnh khắc, những sự phát triển và một chặng hành trình có thể nói rằng là không hề ngắn một chút nào của các thí sinh Miss International Queen Việt Nam 2023 đến được với đêm chung kết ngày hôm nay. Và chúng ta cũng đã biết là trên sân khấu đang là sự hiện diện của các thí sinh cùng với top 9 của Miss International Queen Việt Nam 2023. Và đồng thời còn có một thí sinh nữa, tuy cô ấy đã dừng chân ở tập 4 nhưng với sự yêu mến của quý vị khán giả thì cô gái này đã nhận được lượt vote cao nhất và xuất sắc ghi tên mình vào vị trí còn lại trong top 10 của Miss International Queen Việt Nam năm nay. Xin được giới thiệu Nguyễn Vũ Hảo Anh, cô gái đến từ Bắc Giang. Xin mời em. Xin được chúc mừng cho Nguyễn Vũ Hà Anh. Và bạn cũng là thí sinh đã ghi danh vào top 10 chung cuộc của đêm gala night Miss International Queen Việt Nam. Và một lần nữa một tràng pháo tay cho top 10 thí sinh vô cùng xuất sắc của chúng ta được không ạ? Vâng, và cũng xin được cảm ơn cho tất cả các bạn thí sinh còn lại. Cảm ơn Hà Đan, cảm ơn Kim Kim, Queen Sile, Nikki Song Phúc, cảm ơn Huy Hoàng, Kha Nữ, KC Chung và cảm ơn cho xin sao phạm. Một lần nữa cảm ơn tất cả các cô gái của chúng ta rất nhiều. Vâng, xin được dành một tràng pháo tay cho những thí sinh còn lại cũng đã đóng góp một phần quan trọng cho thành công của Miss International Queen Việt Nam năm nay. Xin được cảm ơn các bạn. Và bây giờ hãy dành tràng pháo tay và những tiếng cổ vũ cho top 10 của Miss International Queen Việt Nam 2023. Thí sinh đến từ đội huấn luyện viên Thủy Tiên, Nguyễn An Nhi. Xin được chào đón thí sinh đến từ team huấn luyện viên Mai Ngô, thí sinh Miễn Trơ. Thí sinh tiếp theo đến từ đội của huấn luyện viên Quỳnh Châu, thí sinh Trần Quân. Thí sinh đến từ đội của team huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa, thí sinh Nguyễn Trang Như. Cô gái xinh đẹp đứng cạnh tôi là thí sinh đến từ đội huấn luyện viên Thủy Tiên, Nguyễn Tường Sát. Và sẽ được chào đón thí sinh đến từ team huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa, thí sinh Nguyễn Đăng Tiên.
Tiếp theo là thí sinh đến từ đội huấn luyện viên Thủy Tiên, Nguyễn Thiên Hân. Chào đón thí sinh đến từ team huấn luyện viên Quỳnh Châu, thí sinh Đỗ Tây Hà. Tiếp theo là thí sinh đến từ đội huấn luyện viên Mai Ngô, Nguyễn Hà Diệu Thảo. Và cùng chào đón cô gái đã trở lại đường đua của top 10 chung cuộc, thí sinh Nguyễn Vũ Hà Anh đến từ team huấn luyện viên Quỳnh Châu. Như vậy chúng ta cũng đã chào mừng top 10 của Miss International Queen Việt Nam 2023. Đây sẽ là những cô gái cạnh tranh trực tiếp, rất là gay cấn, rất căng thẳng, cũng như đang chịu rất nhiều áp lực. Hãy cho họ được nghe sự cổ vũ của quý vị một lần nữa để các bạn ấy chuẩn bị bước vào những phần thi quan trọng của đêm nay. Xin được cảm ơn top 10. Và xin mời các bạn hãy cùng tiến vào phía trong sân khấu để chuẩn bị tốt hơn cho những phần thi tiếp theo của chúng ta nhé. Thưa toàn thể quý vị khán giả, chúng tôi cảm thấy rất tự tin với sự cổ vũ yêu mến của quý vị đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay cho đêm gala của Miss International Queen Việt Nam 2023 Đại sứ Hoàn Mỹ. Và chắc chắn những khán giả đang theo dõi trên kênh livestream của Hương Giang Entertainment cũng đang cảm thấy là các thí sinh thực sự rất đẹp, rất tài năng đang tỏa sáng trên sân khấu. Và để giúp cho họ có được những sự đánh giá công bằng và tìm ra được người xứng đáng nhất cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi năm nay, chúng tôi xin được giới thiệu các thành viên của hội đồng cố vấn đang có mặt trong sân khấu ngày hôm nay. Xin được chào đón Hoa hậu Hương Giang, Giám đốc quốc gia Miss International Queen Việt Nam. Và chúng tôi xin được chào đón bà Phan Thị Hiền Anh, chuyên gia tâm lý, nhà hoạt động xã hội, ban giám khảo Miss International Queen 2022. Xin được giới thiệu doanh nhân Hoàng Song Hà, tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Thiên Ý Pharma, nhà tài trợ kim cương Miss International Queen Việt Nam 2023. Xin được trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Huỳnh Như, doanh nhân, nhà hoạt động xã hội. Please welcome Miss Yoshi Rinrada Thurapan, Miss Tiffany's Universe 2017. Và xin được chào đón cố vấn sắc đẹp anh Thái Hoàng Sơn, CEO Viện Thẩm mỹ Siam Thái Lan, nhà tài trợ Bạch Kim MIQ VN 2023. Xin được giới thiệu doanh nhân Đoan Hậu, đại diện Jessica Jewelry, nhà tài trợ Vương Miện. Xin được trân trọng giới thiệu giám khảo anh Dược Sĩ Tiến. And now let's welcome Miss Fuchsia Ann Ravenna, Miss International Queen 2022. Xin được trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Thu Trang, chủ tịch Tingo Group. Xin được chào đón chị Giang Dol, founder thương hiệu mỹ phẩm Giselle. Vâng, xin được cảm ơn các cố vấn đã có mặt trong những trang phục đẹp nhất, trong một thần thái rạng ngời. Và chắc chắn là họ đang chuẩn bị để làm việc một cách công tâm và hết sức mình để giúp chúng tôi lựa chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất của đêm gala ngày hôm nay. Không biết là doanh nhân Hoàng Song Hà, chị đang có những suy nghĩ như thế nào trước khi chúng ta bước vào những phần thi của các thí sinh? Xin chào tất cả mọi người. Cuối cùng thì sau 3 tháng thì hôm nay chúng ta đã có mặt tại đêm gala ngày hôm nay. Cảm xúc đầu tiên của tôi bây giờ đó là rất là nóng. Nóng không phải là nóng bức mà hội trường hôm nay quá cháy và quá nóng mọi người ạ. Chúc cho mọi người có một đêm gala thật là hạnh phúc, thật là nhiều cảm xúc. Cảm ơn mọi người. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ cố vấn Hoàng Song Hà. Và ngày hôm nay, chương trình MIQVN của chúng tôi vô cùng vinh dự được chào đón đến đây chuyên gia tâm lý, nhà hoạt động xã hội, ban giám khảo Miss International Queen 2022, bà Phan Thị Hiền Anh. Thì không biết ngay giờ phút này chị có những cảm xúc gì để chia sẻ đến tất cả quý vị không ạ? Xin chào tất cả các bạn có mặt ở đây. Có mặt tôi, hôm nay tôi rất là vinh dự được đứng tại đây, tại cái vòng thi quan trọng nhất của cuộc thi Miss International Queen Việt Nam năm 2023. Tôi rất xúc động và đầy cảm xúc. Tuy là tôi xin giới thiệu với các bạn, tôi công tác tại
Thái Lan. Tôi là nhà tâm lý xã hội, là nhà hoạt động xã hội và làm việc ở trong lĩnh vực bảo vệ những đối tượng yếu thế trong xã hội như là trẻ em, phụ nữ, người già, vân vân. Và đặc biệt là những năm gần đây thì tôi luôn luôn là gần gũi, hỗ trợ ở cộng đồng người chuyển giới tại Thái Lan và Việt Nam. Thì tuy là tôi ở xa, ở Thái Lan không được tham dự qua các vòng của các bạn, qua các vòng thi, nhưng mà tôi luôn luôn theo sát ở bên cuộc thi của mình và lòng đầy lúc nào cũng cảm thấy rất là xúc động và cũng có những cái suy nghĩ, rất nhiều suy nghĩ, đánh giá, nhận xét và phân tích vấn đề và cũng và cảm thấy là các thí sinh của mình nhờ sự hỗ trợ hay sự giúp đỡ rất là tuyệt vời của đội ngũ huấn luyện viên, rồi đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ ban giám khảo và nhất là người giám đốc cuộc thi MIQ Việt Nam năm 2023, Hoa hậu Hương Giang, biến làm cho các thí sinh như là lột xác thành công và các em đã rất là trưởng thành và tạo nên những cái màn diễn thật là đỉnh cao và để cho cái mùa thi năm nay trở thành một cái mùa thi thật là tuyệt vời và xuất sắc nhất trong tất cả những mùa thi diễn ra trước đây. Xin được trân trọng cảm ơn bà Phan Thị Hiền Anh, và chắc chắn là sự hiện diện của bà là một minh chứng cho sự uy tín, cũng như là các thí sinh cũng sẽ cảm thấy được tự tin và được tiếp sức thêm rất là nhiều. And now I would like to ask Miss Yoshi, how are you today? It's nice to have you on the panel tonight. Thank you very much. And this is not the first time you come to Vietnam. How does it feel to be here tonight? Many times I come to Vietnam, and I always happy when I come back to Vietnam because all Vietnam people have lovely. Love you, Vietnam. Cảm ơn. And we love you. ยินดีต้อนรับอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะคะขอบคุณมากค่ะโยชิรินดาดาพวกเรารักคุณนะคะ Yes, thank you Yoshi so much. So coming up, we have the Miss International Queen 2022, Miss Fuchsia. So welcome to Vietnam. Hello. Hi everyone. How are you, Vietnam? It's my first time here and I feel so welcome. Thank you so much for the love. Yeah. Xin được cảm ơn Fuchsia. Cô ấy chia sẻ rằng là mình cảm thấy rất là vui khi lần đầu tiên được tới Việt Nam trong buổi tối ngày hôm nay. Please continue. I'm sorry, I don't understand. But anyway, thank you so much, Madam Jennifer, for inviting me here in Vietnam. I'm of course the CEO of Miss International Queen, Miss Alisa Khun Phan Visa. Thank you and enjoy the show. Thank you very much, Ms. Fuchsia. Và cô ấy cũng gửi lời cảm ơn tới Hương Giang, Hương Giang Entertainment khi đã có lời mời, cũng như là giám đốc của Miss International Queen Thế Giới đã hỗ trợ để cô ấy có thể có mặt ở đây ngày hôm nay. Thank you so much for being here tonight, and we are sure you're going to do a great job. Thank you. And in this really special moment, we just have the question for you. Yes. So how do you feel about the contestant, and what is the criteria you're choosing for the winner tonight in Miss International Queen Vietnam? Yeah, I actually saw them earlier. We have the closed door interview, and they look so gorgeous, and I love them. I love their personality, and I'm looking for someone who is not afraid to continue the cause of world equality. Since the main goal of Miss International Queen is world equality, and I want to expand the horizon through tolerance of differences and of course appreciate diversity. Thank you. Để mà chia sẻ về những tiêu chí mà cô ấy tìm kiếm trong một thí sinh xuất sắc của Miss International Queen Việt Nam, thì Miss Fuchsia đương nhiên đánh giá rất cao vẻ ngoài, sự tráng lệ, đẹp vô cùng xinh đẹp của các thí sinh, nhưng đồng thời cô ấy cũng mong muốn được nhìn thấy một cô gái sẵn sàng thể hiện cái tinh thần của mình và lan tỏa những thông điệp tốt đẹp về sự bình đẳng giới, sự bình đẳng ở trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống, và xóa nhòa đi những cái sự khác biệt, khoảng cách
giữa con người với nhau. Và xin được cảm ơn chia sẻ của Miss Fuchsia. Thank you so much. Thank you. I feel so loved and welcome here in Vietnam. I love you all. Thank you so much. Xin được cảm ơn những chia sẻ của các cố vấn và hy vọng rằng các quý vị cũng sẽ giúp chúng tôi đánh giá các thí sinh thật công tâm và giúp cho họ sẽ trở thành những phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình trong đêm nay. Và thưa quý vị, còn có một thành phần nữa rất quan trọng là những người đã đồng hành cùng với các thí sinh từ những ngày đầu tiên, đã hỗ trợ cho họ rất nhiều, đặc biệt là chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong nghề và giúp cho các cô gái phát triển qua từng vòng thi của Miss International Queen năm nay. Chúng tôi đã muốn nói tới những ai ạ? Hãy cùng gặp gỡ họ ngay bây giờ. Gentlemen, welcome to Miss International Queen 2023. Master Coach Hoàng Quy.
Và thưa quý vị, một màn catwalk quá tuyệt vời, có quá nhiều sự xinh đẹp, bản lĩnh và star power trên sân khấu ngày hôm nay. Xin phép được đứng cạnh những coach và master coach của chúng tôi. Hãy cùng chào đón họ một lần nữa. Xin được giới thiệu Á hậu siêu mẫu chuyên gia đào tạo Hoàng Thùy. Và xin được cùng chào đón siêu mẫu quốc tế huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa. Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, huấn luyện viên Huỳnh Phạm Thủy Tiên. Á hậu người mẫu huấn luyện viên Mai Ngô. Á hậu 1 Miss Grand 2022, huấn luyện viên Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Và một tràng pháo tay thật lớn nữa cho tất cả các vị huấn luyện viên cũng như là Master Coach của chúng ta được không ạ? Vâng, và ngay sau đây thì Nhật Hà biết là có rất là nhiều những cảm xúc đông đầy khi mà quay trở lại lần này với một cái vai trò vô cùng đặc biệt của chị Hoàng Thùy với MIQVN. Thì không biết cảm xúc của chị ngay lúc này như thế nào? Chị có thể chia sẻ với mọi người được không ạ? Cảm xúc của Hoàng Thùy hiện tại thì đang rất là nóng bởi vì là đã có rất là nhiều các quý vị khán giả đến đây để cổ vũ cho thí sinh và cổ vũ cho các vị mentor. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đồng hành cùng MIQ Việt Nam năm 2023, Thùy đảm nhận một cái vai trò mới, đó chính là tham gia huấn luyện cho tất cả các thí sinh và giúp cho các thí sinh có thêm nhiều kỹ năng hơn để bước vào các phần thử thách. Và ngày hôm nay chắc chắn là Thùy rất là mong muốn các bạn hãy sử dụng những bài học đó để đưa cái năng lượng đó đến với khán giả và thể hiện một cái màn trình diễn thật là xuất sắc. Cảm ơn mọi người ạ. Xin được cảm ơn chia sẻ của Master Coach Hoàng Thùy. Cứ mỗi lần được gặp Hoàng Thùy thì Đức Bảo lại phải vừa ngước nhìn theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thực sự là thế, không những là cao mà cái bản lĩnh và năng lượng của bạn tỏa ra thực sự khiến cho tất cả mọi người phải ngước nhìn. Xin được cảm ơn chia sẻ của Hoàng Thùy. Còn với các huấn luyện viên ạ, những người trực tiếp và đã có rất nhiều những công sức để giúp cho các thí sinh vượt qua những khó khăn thử thách, thì thí sinh của đội huấn luyện viên nào sẽ đăng quang trong buổi tối ngày hôm nay ạ? Tôi thấy khoảng mỗi một huấn luyện viên nhận được 25% tiếng hò reo ở đây. Chắc chắn rồi, sẽ không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra. Nhưng chúng tôi cũng rất muốn được nghe những cảm xúc, những suy nghĩ của các huấn luyện viên, những mentor đã sát cánh cùng với các thí sinh của mình từ đầu đến giờ. Không biết là Thủy Tiên nghĩ sao trước thêm những màn trình diễn của các thí sinh diễn ra? Phải nói là đã trải qua gần như là 6 tháng, nửa năm đồng hành cùng với tất cả các bạn thí sinh của MIQVN 2023. Và Tiên thật sự cảm thấy tự hào vì đã có thể trở thành một phần của chương trình và tạo nên một sân chơi bổ ích để các bạn có thể cùng nhau trang bị những kỹ năng, cùng nhau trưởng thành trong suốt quá trình tham gia cuộc thi. Và to all the audiences coming here today, thank you for coming. And let's all cheer up for our candidates. And to our contestant, let's take a deep breath and enjoy your stage. Xin được cảm ơn chia sẻ của Thùy Tiên. Và chắc chắn là bạn cũng không quên gửi những lời chúc tốt đẹp nhất để cho các thí sinh có thể thật bình tĩnh, tự tin và tỏa sáng trên sân khấu ngày hôm nay. Vâng, và kế bên Nhật Hà đây là huấn luyện viên Quỳnh Châu. Thì không biết là bạn có những cái sự gửi gắm gì đến tập thể các thí sinh của MIQ năm nay, và đặc biệt là với hai thí sinh của team bạn là Trần Quân và Đỗ Tây Hà ngay giây phút này không ạ? Cảm ơn Hà. Đầu tiên thì Quỳnh Châu xin được chào tất cả quý ban giám khảo và quý nhà tài trợ cũng như là tất cả quý vị khán giả đã đang xem Miss International Queen Việt Nam 2023 ở đây và cũng như là thông qua màn hình. Thì thật sự là mọi người, Châu phải nói là không khí ở đây quá cháy luôn. Và Châu còn nghe nói rằng là có một số bạn khán giả là cũng không thể vào được tại vì không có đủ chỗ nữa rồi, ở hội trường này chúng ta không chứa nổi nữa rồi. Thì Châu thấy được cái sự quan tâm của mọi người dành cho Miss International Queen Việt Nam năm nay quá là lớn. Và Châu thật sự cảm thấy rất là hạnh phúc vì Châu là một phần nhỏ bé trong chương trình. Và thật sự là tới giờ phút này rồi thì Châu có nói với Mai là hôm nay thì tại nãy ngồi có nghe Mai Ngô rồi Quỳnh Châu á, thấy giống hai đứa lúc đứng trong Miss Grand á, cũng vậy nữa. Thành ra là hôm nay không phải đi thi, hôm nay cũng không thi gì nữa rồi, lúc này là mình chỉ như là một người khán giả đến đây để cổ vũ cho tất cả các bạn thí sinh thôi.
Và hôm nay thì rất là vui, hôm nay đội của Châu không chỉ là hai người mà còn có thêm cả Nguyễn Vũ Hoài Anh nữa. Thì thay mặt cho toàn bộ thành viên của Team Cam thì cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã vớt để đưa Hà Anh quay lại đêm chung kết ngày hôm nay. Và Châu tin chắc rằng là Hà Anh cũng sẽ cháy hết sức mình với tất cả quý vị. Và Trần Quân và Tây Hà cũng như là tất cả các bạn thí sinh của Miss International Queen Việt Nam năm nay sẽ cháy hết mình vì cái sự cổ vũ quá nhiệt tình của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin được cảm ơn chia sẻ của huấn luyện viên Trấn Nguyễn cùng Châu. Còn hiện nay Đức Bảo đang đứng cạnh một Lady in Red rất đẹp, rất quyến rũ, rất nóng bỏng, huấn luyện viên Quỳnh Hoa. Không biết là bạn sẽ có điều gì nhắn nhủ tới thí sinh của mình nói riêng cũng như là tất cả các thí sinh sẽ bước vào đêm gala ngày hôm nay. Lần đầu tiên cho Quỳnh Hoa xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị ban giám khảo, nhà tài trợ và các tất cả các quý vị khán giả đang ngồi tại trường quay cũng như là coi qua màn ảnh nhỏ. Với bản thân của Quỳnh Hoa thì ngày hôm nay thì Quỳnh Hoa đã cảm thấy rất là vui, tại vì Miss International Queen Việt Nam năm nay có rất là nhiều những thí sinh chất lượng, toàn là cực phẩm, và các bạn vừa trải qua một cuộc hành trình vô cùng tuyệt vời và để hãnh diện để chinh phục vương miện của Miss International Queen Việt Nam tới nay. Và các bạn thí sinh ơi, hãy đốt cháy sàn diễn đêm nay. Xin được cảm ơn huấn luyện viên Quỳnh Hoa. And the last one is Michael. Thế thì không biết những cảm xúc của Quỳnh Mai ngay lúc này như thế nào ạ? Đối với Mai, Miss International Queen không chỉ là một hành trình tự hào cho các bạn thí sinh mà còn là hành trình tự hào cho Mai, để Mai khẳng định được vị trí của Mai ở ngày nay là một vị trí mentor. Và ở đây thì ai cũng là lần đầu tiên là mentor hết, nhưng mà đối với Mai là cực kỳ khác lạ so với những các bạn khác. Mình có một cái chút gọi là không quyên tập nào, nhưng mà thí sinh team mình vẫn là bảo toàn và có 4 thí sinh vào bán kết. Đó là một cái niềm tự hào dành cho Mai. Tuy không thắng tập nào nhưng tối nay quyết thắng. Team Mai Ngô, let's go! Và tin chắc chắn rằng niềm vui sẽ được nhân từ. Và hy vọng là ngày hôm nay huấn luyện viên Mai Ngô chúng ta sẽ có được những thành công như là bạn mong đợi nhé. Và một lần nữa Nhật Hà cũng như anh Đức Bảo xin được phép cảm ơn Master Coach Hoàng Thùy cùng với 4 huấn luyện viên của chúng ta đã rất là hết lòng hết sức với cuộc thi MIQ năm nay cũng như là toàn thể các bạn thí sinh ạ. Theo tất cả các lời yêu cầu của quý vị khán giả ở đây thì Mai xin rap tặng một bạn, các bạn thí sinh một bài gọi là cháy, tuy nó không mới nhưng mà nó phải gọi là năng lượng hết sức. Ok, luôn tới năng lượng bùng cháy, gắt từ body đến face, bước qua casting rất quậy. Thí sinh vào đây là gặp ngay Quỳnh Mai, Quỳnh Châu, Quỳnh Hoa và Thủy Tiên. Lớp xe bước dây xong hà dịp sĩ tiến. Lớp kết Quỳnh Như Hoàng Thùy trên sàn diễn mãi QVN 2023. Chiếc! Really amazing. Các huấn luyện viên mà như thế này thì chắc chắn là các thí sinh của họ cũng sẽ được truyền năng lượng và cũng sẽ thể hiện tất cả những bản lĩnh, sự tự tin và sắc đẹp của họ trong những vòng thi tiếp theo. Xin cảm ơn Master Coach và các huấn luyện viên. Và để đáp lại tấm chân tình này thì phía ban tổ chức của chúng tôi cũng sẽ có những bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn đến Master Coach cũng như là toàn thể 4 vị huấn luyện viên ạ. Và ngay sau đây Nhật Hà xin phép được mời anh Dược Sĩ Tiến sẽ tiến lên sân khấu để trao hoa thay cho lời cảm ơn đến Master Coach cùng bộ 4 huấn luyện viên của chúng ta. Nữa được không ạ? Kính thưa quý vị, Miss International Queen Việt Nam 2023 không chỉ là sân chơi về nhan sắc mà đây còn là nơi để thí sinh khẳng định mình thông qua tài năng và trí tuệ. Miss International Queen Việt Nam muốn mang đến cho toàn bộ thí sinh cũng như các khán giả thông điệp ý nghĩa về tinh thần, ý chí, sự kiên định và bản lĩnh của những người chuyển giới dám sống hết mình và tự tin là chính mình. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng hướng mắt lên màn hình và theo dõi một đoạn phim ngắn nhìn lại hành trình của Miss International Queen Việt Nam 2023 từ ngày đầu cho tới đêm nay. Sau thành công từ 2 mùa đầu tiên, đấu trường sắc đẹp uy tín Miss International Queen Việt Nam trở lại và tiếp tục phát huy sứ mệnh với chủ đề Breath Bubble, màu tím dũng cảm với sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt. MIQ Việt Nam 2023 đã nhận được hàng ngàn hồ sơ đăng ký tham dự từ trong và ngoài nước. Trải qua 2 vòng sơ khảo online và cả offline,
top 68 cô gái xuất sắc nhất đã lộ diện và nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng bởi nhan sắc vượt bậc và độ hoài ấn tượng. Bước vào phòng ghi hình chính thức, top 68 đã có cơ hội thể hiện năng lực bản thân thông qua phần thi catwalk và ứng xử. Với một mùa MAQ Việt Nam có chất lượng thí sinh vượt trội, ban giám khảo vô cùng khó khăn khi đưa ra quyết định yes hay no. Và sau những đăng đọt gần nhất, các thí sinh tiềm năng nhất đã dâng lộ diện và bước vào vòng chọn đội. Cuộc chiến đầu tiên của 4 vị huấn luyện viên trẻ tuổi đầy năng lượng Mai Ngôn, Thúy Tiên, Quỳnh Châu và Quỳnh Hoa chính thức bùng nổ với những màn tranh giành thí sinh khốc liệt. Top 20 thí sinh xuất sắc nhất đã hình thành và chính thức bước vào hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất của MAQ Việt Nam 2023 và cơ hội thi đấu tại đấu trường nhãn sắc quốc tế. Dưới sự dẫn dắt của 4 huấn luyện viên, các ứng viên tiềm năng của top 20 đã vượt qua rất nhiều thử thách với chuyên môn cao, tiếp cận với đấu trường nhãn sắc quốc tế và có độ khó tăng dần đều. Photoshoot, catwalk với bậc thang hay bàn xoay, thuyết trình dự án cộng đồng, vòng thi phản biện, quay TVC One Shot, thi tài năng, và đặc biệt chưa từng xuất hiện trong bất kỳ mùa nào của MAQ Việt Nam, phần thi phong trắng và trình diễn trang phục dân tộc. Với sự tiến bộ vượt bậc và lột xác qua từng vòng thi, các thí sinh cho dù đi tiếp hay dừng lại đều để lại dấu ấn đậm sâu và tỏa sáng rực rỡ trong suốt chặng hành trình chinh phục MAQ Việt Nam 2023. Cùng với sự đầu tư hoành tráng, chỉnh chu từ nhà sản xuất Hương Giang Entertainment kết hợp với các thử thách hấp dẫn và dàn huấn luyện viên trẻ tuổi nhiệt huyết, đặc biệt dàn thí sinh tài sắc vẹn toàn, hội tụ cả sắc vóc, kỹ năng lẫn trí thức, đã tạo nên một MAQ Việt Nam bùng nổ với hàng loạt con số ấn tượng. Các tập phát sóng đều ghi nhận con số hơn 100.000 lượt stream lúc công chiếu và luôn nằm trong top 10 trending trên YouTube, top 1, 2 trending trên TikTok. Lượt tương tác các bài post tại fanpage đều ghi nhận hàng ngàn react. Đây là những dấu hiệu cho thấy MAQ Việt Nam 2023 ngày càng nhận được sự quan tâm yêu mến từ khán giả. Sau gần 3 tháng lên sóng, MAQ Việt Nam 2023 đã đi đến chặng đua cuối cùng. Các thí sinh chỉ còn một bước nữa là có thể chạm tay vào ước mơ của rất nhiều cô gái trong cộng đồng LGBT+. Chỉ còn một thử thách cuối cùng để chứng minh mình là một beauty queen thực thụ và xứng đáng cho những ngôi vị cao nhất. Cái tên nào sẽ được xướng lên và ai sẽ là người chiến thắng sau cùng? Tất cả sẽ được trả lời trong đêm nay của MAQ Việt Nam 2023. Ladies and gentlemen, please welcome Sabi Rose and Top 10 Miss International Queen Vietnam 2023 in summer wear.
Nguyễn Thiên Hưng. Diêu Thảo.
Miếng Trăng. Xin được cảm ơn Sabi Rose và vũ đoàn với phần trình diễn quá tuyệt vời, đốt cháy sân khấu. Xin được cảm ơn các bạn. Oh my goodness, quý vị có thấy là hot 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 không ạ? Vâng, xin được cảm ơn Sabi Rose, một giọng ca vô cùng tuyệt vời. Cũng như là xin được trân trọng cảm ơn thương hiệu thời trang Vivian Bikini and Now Stick by Kelly Bang đã đồng hành cùng với phần trình diễn vô cùng tuyệt vời của top 10 ca sĩ MIQ Vienna. Và không biết nãy giờ theo dõi sự trưởng thành lột xác của các thí sinh trong buổi tối rất là tuyệt vời ngày hôm nay, thì không biết là hội đồng cố vấn của chúng ta có nhận xét gì về phần trình diễn của các thí sinh không ạ? Nhật Hà xin phép được mời giám đốc quốc gia MIQVN, chị Nguyễn Hương Giang ạ. Thực sự thì khi mà tổ chức cái sân chơi này thì thực sự mình chỉ có một cái mong muốn duy nhất, đó chính là làm cho người chuyển giới ở Việt Nam mình có một cái gọi là sân chơi nho nhỏ để mà có thể giao lưu với nhau, cùng nhau học hỏi và cùng nhau tiến lên. Thì bản thân Giang nghĩ rằng là có rất nhiều các cái cuộc thi sắc đẹp dành cho các người phụ nữ, nhưng mà thực sự thì chưa có một cái sân chơi nào thực sự dành cho những cái người chuyển giới tại Việt Nam. Cho nên là Giang thì chỉ có một cái mong muốn duy nhất là làm sao đấy có thể làm trọn vẹn nhất có thể những cái gì mà mình làm được. Và nhìn các bạn cháy trên sân khấu như vậy thì Giang cảm thấy rằng là Giang hạnh phúc. Tại vì là càng ngày thì hình ảnh người chuyển giới của Việt Nam trong mắt tất cả mọi người trở nên xinh đẹp hơn, trở nên
thật là văn minh hơn và được nhiều khán giả yêu thương và ủng hộ hơn. Thì đấy là cái tâm nguyện lớn nhất của mình. Và Giang mong muốn rằng là sau ngày hôm nay thì mọi người sẽ yêu thương và thấy rằng là người chuyển giới tại Việt Nam chúng ta không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh và rất nhân văn nữa. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn những chia sẻ chân thành của Hoa hậu Hương Giang. Vậy chúng ta hãy cùng nói về phần thi trang phục thể thao vừa rồi. Có slay không ạ? Không biết là cố vấn Dược Sĩ Tiến, anh nghĩ sao? Đầu tiên thì Tiến muốn gửi lời chúc mừng tới tất cả các thí sinh vì các bạn đã hoàn thành rất tốt cái phần thi vừa rồi. Và thật sự mà nói thì các bạn đã làm cho Tiến rất là tự hào với vô vàn những tràng vỗ tay của khán giả ở đây. Và Tiến nghĩ rằng là tối nay cho dù là ai chạm tay tới các vương miện thì tất cả các bạn cũng đã có một hành trình rất là đáng tự hào với MIQ Việt Nam 2023. Xin cảm ơn ạ. Vâng, xin được cảm ơn những nhận xét rất là chân thành đến từ cố vấn Dược Sĩ Tiến. Và ngay sau đây, Nhật Hà cũng muốn lắng nghe nhận xét đến từ cố vấn sắc đẹp anh Thái Hoàng Sơn ạ. Lần đầu tiên gửi lời xin chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì qua cái màn trình diễn vừa rồi, thực ra mình thấy rất là càng ngày càng bất ngờ với các bạn thí sinh năm nay. Ngay từ lúc sáng tổng duyệt chương trình thôi cũng đã khác, mà bây giờ các bạn đã khác hơn rất là nhiều. Và thực sự mình chấm rất là khó khăn. Và cái khoảng cách của các bạn chỉ đâu đó khoảng cách là 0,5 đến 1 điểm thôi. Và chúc cho các bạn sẽ tiếp tục bùng cháy và giữ vững cái năng lượng đó ở các vòng tiếp theo. Và sẽ năm nay chúng ta sẽ có một Miss International Queen 2023 và xứng tầm quốc tế và sẽ đạt những vương miện cao sau này nữa. Xin được cảm ơn cố vấn sắc đẹp Thái Hoàng Sơn với những lời nhận xét của mình. Và chị Thu Trang, không biết là chị cảm nhận sao về những bước catwalk thần thái của các thí sinh chúng tôi trong phần trang phục thể thao vừa rồi? Thật sự là khi mà chứng kiến cái hành trình của các bạn và ngày hôm nay các bạn tỏa sáng trên sân khấu thì Trang thực sự rất là nể, rất là khâm phục ý chí và cái sự cố gắng, sự tiến bộ của các bạn. Và chúc cho các bạn sẽ tiếp tục tỏa sáng trong các vòng thi sau và sẽ giành được vương miện. Và chúc cho tất cả chúng ta sẽ có một đêm enjoy cái chương trình này thật là nhiều cảm xúc. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin được cảm ơn những chia sẻ của các cố vấn. Và thưa quý vị khán giả, đúng như các cố vấn đã nói, họ dành tất cả những sự trân trọng và ủng hộ dành cho các thí sinh, đặc biệt là những thí sinh đã trải qua rất nhiều những thử thách khó khăn để có mặt tại top 10 của Miss International Queen Việt Nam 2023. Mỗi bạn đều có những khả năng riêng biệt, những cá tính rất mạnh mẽ, nhưng ngôi vị cao nhất thì chỉ có một mà thôi. Hy vọng rằng các bạn sẽ luôn luôn thể hiện hết được những khả năng của mình, sự tự tin và bản lĩnh trên sân khấu trong những phần tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời tất cả quý vị khán giả hãy cùng theo dõi một video clip nhìn lại hành trình của top 10 Miss International Queen Việt Nam 2023. Chào mừng tất cả các thí sinh đã đến với Miss International Queen Việt Nam mùa thứ 3. Miss International Queen Việt Nam, đấu trường nhan sắc uy tín chuyên nghiệp dành cho cộng đồng LGBT+, trải qua nhiều vòng lựa chọn gắt gao, cạnh tranh khốc liệt cùng những phần thi căng thẳng. 10 cái tên xuất sắc nhất của MAQ Việt Nam 2023 đã lộ diện và bước đến thử thách cuối cùng. Gây ấn tượng mạnh bởi nhan sắc cuốn hút ngay khi bức ảnh đầu tiên được tung ra, Miếm Trần luôn được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị cao nhất. Trải qua hành trình mài dũa và nâng cao kỹ năng từ một cô nàng hướng nội và tự ti, át chủ bài của team Mai Ngô đã thực sự khai phá được bản thân, phát huy tối đa năng lực tiềm ẩn. Ngựa ô Nguyễn Hà Diệu Thảo là cái tên còn lại của team Mai Ngô nằm trong top 10. Sự bứt phá ở nửa cuối hành trình và câu chuyện đầy nghị lực vượt khó đi tìm tri thức của Thảo đã để lại ấn tượng sâu sắc. Khả năng ứng xử thông minh cùng nhan sắc ngày càng thăng hạng, liệu có giúp Thảo bùng nổ và làm nên chuyện? Là thí sinh nhỏ tuổi nhất của năm nay, nhưng Nguyễn Tường Sang của team huấn luyện viên Thúy Tiên được đánh giá là cái tên tiềm năng và sẽ làm nên chuyện tại MAQ Việt Nam 2023. Sở hữu vóc dáng lẫn nhan sắc ấn tượng, cô gái 18 tuổi đến từ Khánh Hòa ghi dấu với khả năng catwalk, bộ dáng chuyên nghiệp. Chưa từng có mặt tại vòng loại, Tường Sang thẳng tiến vào top 10 bằng thực lực và tinh thần của một chiến binh mạnh mẽ nhất.
Thiên Hân, cô nhân viên ngân hàng đáng yêu với hoài bão lớn đã dũng cảm bứt phá những giới hạn của bản thân và chinh phục ước mơ tại MAQ Việt Nam 2023. Sự ổn định và điềm tĩnh là vũ khí lợi hại giúp Thiên Hân trở thành một đối thủ đáng gờm với các thí sinh khác. Bắt đầu không mấy thuận lợi khi mắc lỗi nghiêm trọng với nhà tài trợ ở thử thách photoshoot. Những tưởng hành trình chinh phục ước mơ của An Nhi tại MAQ Việt Nam 2023 sẽ không thể đi xa. Tuy nhiên, với tinh thần quyết chiến được truyền lửa của huấn luyện viên Thúy Tiên, An Nhi đã lột xác ngoạn mục và bứt phá ở những thử thách cuối cùng. Hội tụ đầy đủ các yếu tố về sắc đẹp, trí tuệ lẫn khả năng ngoại ngữ, liệu An Nhi có cơ hội giành lấy chiến thắng về mình? Trần Quân, cái tên để lại nhiều dấu ấn ngay từ tập đầu tiên lên sóng. Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, tính cách đơn thuần chất phác. Từ một cô công nhân không kinh nghiệm, chỉ biết tự tập trên giày cao gót, Trần Quân từng bước khẳng định bản thân, tiến bộ qua mỗi thử thách. Không phụ sự kỳ vọng của huấn luyện viên Quỳnh Châu, Trần Quân đã xuất sắc ghi tên mình vào top 10 ứng viên chung cuộc. Đỗ Tây Hà, cái tên quen thuộc tại MAQ Việt Nam qua các mùa. Vượt qua những rào cản về nhược điểm ngoại hình hay giọng nói, Tây Hà trở lại đầy quyết tâm và bản lĩnh. Nỗi lo sợ phải vào vòng loại đã trở thành động lực to lớn giúp Tây Hà ngày càng tự tin tỏa sáng tại MAQ Việt Nam 2023. Và sự có mặt của Tây Hà là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ trên hành trình chạm tay đến ước mơ của mình. Cô nàng biên tập viên Nguyễn Vũ Hà Anh luôn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí cao nhất của MAQ Việt Nam 2023 ngay từ những ngày đầu tiên. Được mệnh danh là ngựa chiến của team huấn luyện viên Quỳnh Châu, Hà Anh đã để lại nhiều tiếc nuối và làm cộng đồng mạng nổ ra nhiều tranh cãi khi dừng chân tại top 16. Tiên sẽ loại thí sinh mạnh nhất là loại Hà Anh. Tuy nhiên, vẻ đẹp tri thức, sắc phóc đủ chuẩn một beauty queen đã giúp cô gái Bắc Giang giành được nhiều yêu thương và lượt bình chọn cao nhất từ khán giả. Hà Anh quay trở lại đường đua hôm nay là điều hoàn toàn xứng đáng. Với gương mặt xinh đẹp cùng giọng nói nhẹ nhàng, Nguyễn Đan Tiên vừa xuất hiện đã khiến các giám khảo lẫn khán giả ấn tượng sâu sắc. Lần đầu tiên chinh chiến tại đấu trường nhan sắc, nhưng cô gái Bắc Giang đã sở hữu một lượng fan sắc đẹp hùng hậu ngay khi tập 1 vừa lên sóng. Chưa một lần vào vòng loại cũng như giảm sút phong độ, Nguyễn Đan Tiên của team huấn luyện viên Quỳnh Hoa vẫn luôn khiến các thí sinh khác phải dè chừng và cũng là cái tên được nhắc đến nhiều nhất cho ngôi vị cao nhất MAQ Việt Nam 2023. Trở lại với MAQ Việt Nam 2023 với một sự quyết tâm lớn. Tuy nhiên, Trang Nhung đã suýt phải dừng chân ở vòng chọn đội khi không được bất kỳ huấn luyện viên nào lựa chọn. Tuy nhiên, sự chân thành của Trang Nhung đã giúp cô gái đến từ Vĩnh Long đã nhận được cơ hội từ huấn luyện viên Quỳnh Hoa. Không phụ sự kỳ vọng, Trang Nhung từng bước tỏa sáng, khẳng định bản thân qua mỗi thử thách và trở thành nhân tố quan trọng của team huấn luyện viên Quỳnh Hoa. Càng về cuối, Trang Nhung càng bứt phá và khai phóng toàn bộ năng lượng cũng như kỹ năng, đầy tự tin bước chân vào top 10 chung cuộc. Hành trình MAQ Việt Nam 2023 đã đi đến chặng cuối cùng. Top 10 thí sinh ưu tú đang bước gần đến thời khắc quan trọng nhất của cuộc thi. Hãy cùng chờ đón phần thể hiện đầy đẳng cấp của 10 thí sinh trong đêm hôm nay. Game on! Ước gì các quý vị khán giả theo dõi livestream có thể nghe được hết tất cả những tiếng hò reo của các khán giả đang có mặt tại sân khấu của chúng tôi lúc này ạ. Và một lần nữa, game on các bạn. Vâng, xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, mỗi một bông hoa, mỗi một sắc đẹp, mỗi một vẻ đẹp và tài năng khác nhau. Nhưng hơn hết trên chặng hành trình này, các cô gái đã ngày càng tỏa sáng, ngày càng tự tin để lan tỏa được những giá trị, thông điệp tích cực không chỉ đến cộng đồng LGBTQ+, mà còn đến toàn xã hội. Và Giật Hà tin rằng đó cũng là một trong những giá trị rất nhân văn đến từ cuộc thi MAQ năm nay. Và có một lý do rất quan trọng khiến cho các khán giả luôn dõi theo từng tập của Miss International Queen Việt Nam 2023. Đó không chỉ là sự thăng tiến về nhan sắc của các thí sinh mà còn là sự đột phá về mọi mặt của họ qua mỗi tập phát sóng. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem các thí sinh sẽ biến hóa ra sao, thể hiện như thế nào trong những trang phục lộng lẫy của dạ hội.
Ngay bây giờ trên sân khấu này sẽ là giai điệu của ca khúc Đã Hơn Một Lần, một sáng tác của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Văn Mai Hương trong phần trình diễn trang phục gia hội của Miss International Queen 2023. Sao tôi lớn lên và giờ chẳng cần biết lý do, không đắn đo tôi vẫn bước tới mênh mông cuộc đời. Bầu trời này là của tôi và giờ tôi nâng tôi bay lên, chạm vào nơi tôi từng ước mơ. Chẳng thể nào lãng phí nước mắt tôi cũng đã rơi, trôi với cơn đau bao nhiêu lâu rồi tôi mới. Bóng tôi tới gần, nhiều khi tự nghĩ tôi sẽ dừng lại. Đoạn đường sao quá dài, niềm tin cứ ngắn lại. Chẳng biết đâu là tương lai, đâu ngày mai. Đã hơn một lần nước mắt ngắn dài, nhiều khi bật khóc giữa chốn đông người. Chẳng ai nghe thấy tôi, từng nhịp tim ra rời. Giống đi niềm đam mê giữa quãng đời lê thê, và bàn tay đã có lúc muốn buông xuôi rồi đây, và ánh mắt có lúc muốn khép thật chặt. Đã hơn một lần cũng hơn một lần, nhìn lên cao bầu trời sao những ước muốn nôn nao. Tự hỏi vì sao tôi sinh ra, tự hỏi vì sao tôi lớn lên, và giờ chẳng cần biết lý do, không đắn đo tôi vẫn bước tới mênh mông cuộc đời. Bầu trời này là của tôi và giờ tôi nâng tôi bay lên, chạm vào nơi tôi từng ước mơ. Chẳng thể nào lãng phí nước mắt tôi cũng đã rơi, chơi với con đau bao nhiêu lâu rồi tôi mới có. Và đôi cánh tôi sẽ không bao giờ sợ hãi bao lần mơ xa. Chẳng chiến thắng nào bằng vượt qua chính mình, về chân trời ngập những ước mơ.
Nguyễn Tường Sang. Thank you.
tiên. Vì sao tôi sinh ra? Tự hỏi vì sao tôi sinh ra? Tự hỏi vì sao tôi lớn lên? Và giờ chẳng cần biết lý do, không đắn đo, tôi vẫn bước tới mênh mông cuộc đời. Bầu trời này là của tôi, và giờ tôi nâng tôi bay lên, chạm vào nơi tôi từng ước mơ. Chẳng thể nào lãng phí. Quá tuyệt vời, quá ý nghĩa, có đúng không ạ? Một tràng pháo tay cho nữ ca sĩ Văn Mai Hương của chúng ta. Cảm ơn các bạn thí sinh top 10 rất nhiều. Không biết là lần này là lần đầu tiên đến với sân khấu của MIQVN thì trong một cái không gian nó tuyệt vời và nó hoàn hảo như vậy thì không biết là chị Văn Mai Hương có những cảm xúc như thế nào, chị có thể chia sẻ với mọi người được không ạ? Lần đầu tiên thì chắc là cho phép Hương xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả, tất cả toàn thể ban giám khảo, quý vị khách mời cũng như là tất cả quý vị đang xem livestream của MIQ ngày hôm nay. Xin chào quý vị. Buổi chiều ngày hôm nay thì Hương đã có một cái cơ hội rất là may mắn khi mà được ngồi ở dưới và xem các bạn thí sinh diễn tập, và thực sự là cảm thấy rất là xúc động là thứ nhất, bởi vì nhìn các bạn đẹp quá.
mình đôi khi mình còn không nữ tính và đẹp được như các bạn đẹp kinh khủng luôn. Và ngày hôm nay thì thực sự là choáng ngợp này. Tối nay là choáng ngợp luôn này, tại vì bây giờ các bạn make up này. Rồi trời ơi, đẹp hơn rất là nhiều, đẹp hơn rất là nhiều. Và chỉ muốn gửi một lời chúc may mắn tới tất cả các bạn thí sinh. Chúc cho các bạn sẽ thật sự là tỏa sáng. Và ngày hôm nay dù ai chiến thắng đi chăng nữa thì các bạn là những người đẹp nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn chia sẻ của Văn Mai Hương. Cảm ơn bạn đã mang giọng hát của mình để nâng bước cho phần thi trang phục dạ hội của các thí sinh MIQVN 2023. Cảm ơn bạn. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, thực sự là không khí ngày hôm nay tại sân khấu quá tuyệt vời. Nó là sự cộng hưởng của nhan sắc, bản lĩnh, tài năng của các thí sinh. Và chính là từ sự cổ vũ của tất cả quý vị khán giả. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hãy tiếp tục giữ năng lượng này để dành tặng cho các thí sinh của chúng tôi những sự cổ vũ lớn nhất. Và về phía các cố vấn ạ, không biết là mọi người có đang cảm thấy là bị đốn ngã, đốn tim bởi màn trình diễn vừa rồi hay không? Không biết cố vấn Huỳnh Như sẽ nói điều gì ạ? Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì không còn biết nói gì hơn. Như chỉ có cảm xúc hiện tại khi ngồi tại đêm hôm nay, đó là hai cảm xúc. Cảm xúc đầu tiên đó là cảm xúc hạnh phúc khi thấy tất cả các cô gái của chúng ta thành công, trưởng thành, tự tin hơn, tỏa sáng hơn và ngày càng vững bước trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Và tự hào khi bản thân của mình được đồng hành và làm việc với một chương trình ý nghĩa như Miss International Queen Việt Nam. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những nhận xét rất chân thành đến từ giám khảo Nguyễn Huỳnh Như. Thế thì không biết là giữa một rừng hoa như thế này, chúng ta có một nam cố vấn vẫn đang rất là trầm tư sau phần trình diễn vừa rồi của các thí sinh. Thì không biết là đêm nay, anh Tiến ơi, anh có cảm nhận được là hào quang của chiếc vương miện sẽ phù hợp với cô gái nào trên sân khấu này không ạ? Anh cảm thấy là Nhật Hà đang cố gắng gài anh vào một cái bẫy không có lối thoát rồi. Hà ơi, em ác với anh quá. Đầu tiên nhất thì anh muốn dành một cái lời khen ngợi hết sức chân thành đối với ca sĩ Văn Mai Hương, bởi vì bài hát vừa rồi quá tuyệt vời. Còn đối với, đừng nói là ai sẽ đội vương miện, bây giờ top 6 là ai anh đối thiện với em anh còn chưa biết em à. Cho nên anh chỉ muốn là chúc mừng tất cả các bạn đã có một phần trình diễn trang phục dạ hội hết sức tuyệt vời. Chúc mừng các bạn. Xin được cảm ơn những chia sẻ của Dược sĩ Tiến, cố vấn của MIQVN 2023. And Miss Fuchsia, how are you right now after this stunning performance from our contestants? Wow, I'm so stunned. I love their gowns, shining, shimmering, splendid. Yeah, I'm enjoying here. Xin được cảm ơn những chia sẻ và động viên tới từ Miss Fuchsia. Cô ấy dành những lời có cánh, những lời động viên và thật sự thán phục vẻ đẹp và phần trình diễn trang phục dạ hội của các thí sinh. Xin được hỏi các khán giả, những người đang có mặt trực tiếp ở đây, các khán giả đang theo dõi trên livestream, các bạn cảm thấy thế nào cho đến giờ này? Sân khấu của MIQVN 2023 có tuyệt vời không? Có hoành tráng không? Có chuyên nghiệp không? Đó chính là tâm huyết của đội ngũ tới từ Hương Giang Entertainment. Và chắc chắn là không thể không kể đến sự đồng hành và hỗ trợ rất nhiệt tình của rất nhiều các nhà tài trợ, các đơn vị đồng hành để chung tay cùng tạo ra một sân chơi theo cách nói của Hương Giang là rất khiêm tốn thôi, rất nhỏ thôi. Nhưng thực sự nó luôn luôn được chăm chút tỉ mỉ qua từng bước cũng như tạo ra một sân khấu đẹp nhất, tráng lệ nhất để các thí sinh có thể tỏa sáng trên sân khấu này. Và đương nhiên chúng tôi cũng xin nhân cơ hội này muốn gửi tặng các quý nhà tài trợ, các đơn vị đồng hành như hình ảnh chân thành sau đây. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Để có được một mùa MIQ Việt Nam 2023 thành công và bùng nổ, không thể không nhắc đến những sự đồng hành và tâm huyết của các nhà tài trợ. Không chỉ nhiệt tình tạo điều kiện trải nghiệm sản phẩm, trở thành KOL, người mẫu, mang đến nhiều cơ hội làm việc với nhãn hàng trong và sau cuộc thi,
sẵn sàng tài trợ sản phẩm cho mẹ sử dụng để giúp ổn định sức khỏe. Gửi cho bạn một cái chi phí để bạn có thể giúp một phần nào đó trong cuộc sống. Chị sẽ mời em về làm việc ở tại chi nhánh của chị, làm vị trí pháp chế. Cho Như xin phép được hỗ trợ bạn hoàn thiện nhất từ make up, trang phục để bạn tự tin nhất. Toàn bộ chi của các bạn xuất hiện trong sự kiện khai trương của thương hiệu Bệnh viện Thẩm mỹ Quốc tế Siam và sẽ nhận được cát xê tương đương với những ngôi sao. Em sẽ ủng hộ cho hai team này mỗi team 50 triệu. Và team của Mai Ngô ủng hộ ngoài thêm 20 triệu nữa. Đầu tư cho team của Quỳnh Châu là 70 triệu. 100 triệu. Anh chỉ xin đầu tư thêm 200 triệu nữa thôi. Ta đã có thể là chạm tới mốc là 1 tỷ trong ngày hôm nay rồi. Thẩm mỹ viện Siam cũng đã có tài trợ cho Nhi một gói nước mỡ và cái mỡ. Dạ rất là mịn. Anh Sơn ơi, tác phẩm đẹp quá anh Sơn ạ. Các nhà tài trợ còn chia sẻ kinh nghiệm và động viên các thí sinh trong mọi tình huống. Cùng với sự quan tâm chân thành và giúp đỡ kịp thời, các nhà tài trợ là yếu tố quan trọng giúp MAQ Việt Nam 2023 ngày càng thành công và khẳng định được vị thế. Ban tổ chức MAQ Việt Nam 2023 xin trân trọng gửi lên lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà tài trợ doanh nghiệp và cá nhân. Ngoài sự tài trợ đến từ các thương hiệu trong nước, MAQ Việt Nam cũng nhận được thêm những quan tâm ủng hộ từ nước ngoài. Cảm ơn nhà tài trợ Muse by Metini đến từ Thái Lan với phần thưởng là một khóa học về Beauty Queen trước khi thi quốc tế dành cho người chiến thắng Miss International Queen Việt Nam 2023. Bên cạnh sự quan tâm, đồng hành về cả vật chất lẫn tinh thần từ các nhà tài trợ, để tạo ra một mùa MAQ thành công còn có những đóng góp to lớn của tập thể ekip với hàng trăm con người. Tất cả các bộ phận từ đạo diễn, sản xuất, quay phim, dựng phim, âm thanh, ánh sáng, hậu cần, biên tập là những mảnh ghép hoàn hảo, không thể thiếu bất kỳ ai cho một mùa MAQ Việt Nam 2023 trọn vẹn. Họ chính là những chiến binh thầm lặng với tinh thần nhiệt huyết đã và đang không ngừng nỗ lực mỗi ngày nhằm hướng đến mục tiêu to lớn, đó là làm ra một chương trình hấp dẫn, đảm bảo chất lượng về nội dung cũng như những thông điệp ý nghĩa đến với khán giả yêu quý MAQ Việt Nam. Kính thưa quý vị, và đó cũng là tất cả những tình cảm rất quý báu đến từ quý nhà tài trợ đã đồng hành cùng MAQ VN 2023 và toàn thể ekip đã tạo nên một mùa giải hết sức thành công. Và một lần nữa xin được cảm ơn, tri ân đến toàn thể quý nhà tài trợ, quý ekip đã tạo nên chương trình vô cùng tuyệt vời này. Và ngay sau đây, Nhật Hà xin phép được mời lên sân khấu Giám đốc Quốc gia MAQ VN, chị Nguyễn Hương Giang, cũng như Giám đốc Hương Giang Entertainment, anh Dương Phước Bảo Lâm sẽ có những bó hoa thay cho lời cảm ơn đến quý nhà tài trợ ạ. Xin được trân trọng cảm ơn nhà tài trợ Thiên Ý Pharma, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Ý Pharma, bà Hoàng Song Hà. Xin được chân thành cảm ơn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Ý Pharma, ông Trần Sơn Tùng. Xin được cảm ơn nhà tài trợ Siam Thái Lan, đại diện là Thắng Hoàng Sơn, CEO Viện Thẩm mỹ Siam Thái Lan. Xin được cảm ơn nhà tài trợ Hoa La Rose, CEO La Rose Flower, đơn vị chế tác hoa đăng quang MIQ VN. Đại diện là ông Trần Quý Hảo. Xin được cảm ơn nhà tài trợ Jessica Jewelry, đại diện doanh nhân Don Hậu, đại sứ thương hiệu của Jessica Jewelry. Chân thành cảm ơn nhà tài trợ Nice Smile, The Suta Mr. Võ Nguyên Giáp. Cảm ơn nhà tài trợ nước hoa F Fresh Spray và Kia Agency, Mr. Kia Nguyễn. Cảm ơn nhà tài trợ Dr. Clad, Mr. Trần Quang Thắng, Sales Manager. Đại diện Voting Việt Nam xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Nhung, Giám đốc Trung tâm. Đại diện đối tác 56, CEO đạo diễn nhà sản xuất Phạm Duy Khánh. Xin cảm ơn đại diện đối tác Q Talent, Mr. Phạm Nhật Huy. Đại diện Paragon Saigon Hotel, Mr. Nguyễn Phước. Nhà tài trợ G-Sale, Ms. Giang Đôn. Đơn vị bảo trợ truyền thông Molly, Mr. Ngọc Tân Huỳnh. Xin cảm ơn đơn vị Labion, bà Phạm Thị Lê là đại diện. Đại diện công ty Trang Chiu Agency. Xin được cảm ơn nhà thiết kế Linh San, nhà thiết kế Hoàng Tony, nhà thiết kế Lu Bê. Cảm ơn giám đốc sản xuất chương trình ông Mai Phước Lộc. Xin được cảm ơn đạo diễn Trần Mạnh Hùng và producer Nguyễn Hồng Phương. Và một lần nữa xin được chân thành cảm ơn tất cả quý nhà tài trợ và tập thể ekip đã tạo ra một chương trình vô cùng tuyệt vời năm nay ạ. Một tràng pháo tay thật lớn cho đại diện các nhà tài trợ và đơn vị đồng hành. Sự có mặt và giúp sức chung tay của quý vị chắc chắn là một phần rất quan trọng tạo ra sự thành công của MIQVN 2023. Và ngay sau đây, trong giờ phút này, xin được trân trọng kính mời doanh nhân Hoàng Song Hà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Ý Pharma, nhà tài trợ Kim Cương Miss International Queen Việt Nam 2023 sẽ có đôi lời gửi tới chương trình.
Xin chào toàn bộ các khán giả của Miss International Queen 2023. Tôi là Hoàng Song Hà, là tổng giám đốc của công ty cổ phần dược phẩm Thiên Ý Phật Ma. Và năm nay tôi rất là vinh hạnh khi là một đơn vị tài trợ kim cương cho chương trình. Trong suốt rất nhiều năm kinh doanh, quan điểm của tôi đó là sẽ kinh doanh những sản phẩm chất lượng và để ý đến những chương trình chất lượng và có giá trị. Và ngày hôm nay tôi đứng ở đây, tôi dõng dạc tuyên bố với tất cả mọi người rằng tôi đã lựa chọn đúng chương trình để tài trợ. Và tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi tôi được tài trợ một chương trình như chương trình Miss International Queen 2023. Và đại diện cho những nhãn hàng, những nhà tài trợ phía sau lưng tôi đây, và cho những người đang có ý định tài trợ, tôi nghĩ rằng tôi phải gửi đến tất cả mọi người một lời cảm ơn. Bởi vì chúng ta đã giúp một phần không nhỏ để thay đổi rất nhiều những hoàn cảnh, những cuộc đời trong cộng đồng LGBTQ+. Tôi rất hy vọng rằng các anh chị doanh nhân, các doanh nghiệp hãy để ý đến chương trình Miss International Queen Việt Nam. Và tôi cảm ơn một lần nữa. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất chân thành đến từ Ban Cố vấn Hoàng Song Hà. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý nhà tài trợ đã đồng hành cùng với Hương Giang Entertainment và Miss International Queen Việt Nam rất nhiều ạ. Và trong những mùa giải sắp tới, chúng tôi vẫn rất vui lòng được đón chờ những sự yêu thương và đồng hành cùng với quý nhà tài trợ. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, có lẽ mỗi chúng ta có mặt ở trong đêm chung kết, đêm gala của Miss International Queen Việt Nam 2023 với những lý do khác nhau. Với Đức Bảo, khi nhận được lời mời từ team Hương Giang Entertainment để dẫn dắt cho đêm gala ngày hôm nay, tôi chợt nhận ra đây là một điều không thể phù hợp hơn. Bởi vì trong suốt cả sự nghiệp của mình, khi được đứng trên các sân khấu, tôi đã được sát cánh, được làm việc tiếp xúc với tất cả các anh chị em, rất nhiều người tới từ cộng đồng LGBTQ+. Đó là những người làm hậu đài, làm make up, trang điểm, làm tóc, rồi rất rất nhiều những bộ phận sản xuất đều có sự hiện diện của họ. Đó là những con người tài năng và cá tính của họ luôn khiến tôi cảm thấy có phần ghen tị. Bởi vì họ có sự hội tụ của quá nhiều điều tốt đẹp. Và tôi đã nhận lời ngay. Thêm một lý do nữa khiến tôi không phải mảy may suy nghĩ, đó là tôi sẽ được đứng cùng sân khấu với cô gái xinh đẹp tài năng này. Nhật Hà thân mến, lần đầu tiên được nhìn thấy em tại bán kết của Miss Universe Việt Nam 2022, Đại đã thật sự bị thuyết phục bởi tài năng và sự cuốn hút của em trên sân khấu. Và đứng ở đây ngày hôm nay không chỉ là một vai trò là người dẫn chương trình, Nhật Hà còn là một người đi trước, người đã đeo trên mình chiếc vương miện Miss International Queen Việt Nam 2018. Em sẽ có điều gì muốn nhắn nhủ tới các thí sinh của cuộc thi năm nay? Vâng, trước khi để trả lời câu hỏi này của anh, cho phép em xin được cảm ơn chiếc vương miện của Miss International Queen Việt Nam năm 2018. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều đã yêu thương và cho Nhật Hà rất nhiều cơ hội để phát triển như ngày hôm nay ạ. Đối với bản thân em thì em nghĩ là tới chặng hành trình này, em nghĩ là bản thân mình đã là một người tạo nên những cột mốc. Vào năm 2018, từ một cô sinh viên, em đại diện cho nhiệt huyết của tuổi trẻ, đại diện cho tri thức. Và Miss International Queen Việt Nam đã giúp em chấp cánh lên ước mơ làm thay đổi cục diện của người chuyển giới tại Việt Nam, thay đổi định kiến cho những định kiến mà mảy may từ xưa giờ mọi người vẫn chưa nghĩ là tốt đẹp về cộng đồng người chuyển giới tại Việt Nam. Thì lúc đó bản thân mình đã làm được, đó là sứ mệnh của thay đổi. Và em lựa chọn là em không dừng lại. Em đã tiếp tục trên chặng hành trình của mình, bởi vì em biết rằng mặc dù vẫn còn rất nhiều những khó khăn của cộng đồng người chuyển giới, vẫn còn rất nhiều những định kiến và rào cản, nhưng xã hội đã ngày càng cởi mở, ủng hộ và công nhận những người như em, để ngày hôm nay em có cơ hội được đứng đây và lan tỏa những giá trị tích cực này. Và đó cũng là một trong những cái lý do rất lớn để em có thể tiếp tục chặng hành trình của mình tại Miss Universe, thay tiếng nói cho nhân quyền, thay tiếng nói cho những người yếu thế. Và em nghĩ em đã làm được. Ngày hôm nay quay lại đây để chia sẻ một lời đến tất cả các cô gái, thì em chỉ nghĩ một điều đơn giản thôi. Có thể với rất nhiều lý do các bạn đến với chương trình MIQ, nhưng hãy luôn nhớ về lý do tại sao ngày đầu mình bước đến. Và các bạn là những chiến binh mạnh mẽ nhất, nên hãy cứ cố gắng bước tiếp
chiến đấu vì giấc mơ của chính cuộc đời mình. Because we are the bravest warriors, we are fighting for our own dreams. Never give up. You no need to fight the brave purple because you are the brave purple of your own life. And for all of that, never, no one is left behind. Thank you. Xin được cảm ơn em. Cảm ơn Nhật Hà đã chia sẻ những điều từ trái tim. Và anh thì anh lại cảm thấy là thật tự hào khi chúng ta là người Việt Nam. Bởi vì từ một người đứng bên ngoài nhìn vào những gì cộng đồng LGBTQ+ đã làm được, thì anh thấy rằng thực sự vào ngày hôm nay, giờ phút này thì xã hội Việt Nam vô cùng cởi mở. Không chỉ là những người trong cộng đồng LGBTQ hỗ trợ lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau, mà những người từ bên ngoài cũng rất cởi mở và cũng rất yêu mến họ và trao cho họ rất nhiều những cơ hội để khẳng định bản thân mình. Chẳng hạn như cuộc thi này đã nhận được rất nhiều những sự yêu mến của khán giả. Và dẫu cho mỗi thí sinh, thưa quý vị, họ sẽ có những cái trăn trở riêng, những cái khó khăn riêng trên hành trình tìm thấy chính mình, khẳng định bản thân và bộc lộ được tài năng. Thế nhưng ngay bây giờ sẽ là cơ hội có 102 cho các thí sinh của Miss International Queen Việt Nam 2023 được nói lên suy nghĩ, cảm nhận của mình về một chủ đề mà chúng tôi tin rằng rất ý nghĩa ngày hôm nay, đó chính là chúng ta chưa bao giờ bị bỏ rơi. Xin mời những chia sẻ của các thí sinh. Tôi là Nguyễn Thiên Hân. Tôi là một siêu nhân. Vì với tôi, mỗi người sinh ra đều mang cho mình một sứ mệnh khi đến với thế giới này. Khi còn nhỏ, tôi được dạy rằng siêu nhân và những anh hùng là những người luôn bảo vệ và thay đổi thế giới. Và siêu nhân cũng là món đồ chơi tôi được tặng khi cả gia đình biết tôi thích búp bê. Lúc đó tôi đã quyết định mặc đầm cho siêu nhân. Vì với tôi, được sống là chính mình, được sống đúng, thì dù bạn có ở trong hình hài nào đi chăng nữa, bạn vẫn là một anh hùng. Và ngày hôm nay tôi đã làm được, đã chứng minh được năng lực của mình. Tôi nhận được sự công nhận từ đồng nghiệp, cấp trên, từ những người luôn tin tưởng tôi, hỗ trợ tôi. Để giờ đây, tôi đứng đây tự hào nói rằng tôi là một trong những người chuyển giới Việt Nam đầu tiên làm việc tại ngân hàng. Và chính tôi đã viết lên lịch sử của cuộc đời mình. Vậy còn bạn thì sao? Tôi tin rằng chúng ta chưa bao giờ bị bỏ rơi. Và chính bạn sẽ là người tiếp theo trở thành siêu anh hùng. No one is you. And that is your superpower. Nguyễn Thiên Hân Đồng Nam. Chào, như tất cả các bạn cũng đã biết, ngày 17 tháng 5 là ngày quốc tế chống kỳ thị những người thuộc cộng đồng LGBTQ+. Nhưng đối với Thảo, đó cũng chính là ngày mà mẹ đã sinh Thảo ra đời. Người phụ nữ đã luôn đồng hành cùng Thảo trong suốt những khoảng thời gian qua. Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con và chăm sóc cho con từ khi con chỉ là một cậu bé cho tới ngày hôm nay. Con đã trở thành một thiếu nữ. Con biết rằng con đã lấy hết đi tuổi thanh xuân của mẹ, nhưng những gì mẹ gửi lại cho con đó chính là niềm tin và là niềm tự hào vào một người con gái như con. Mẹ đã từng nói với Thảo rằng con hãy cố gắng để vượt lên chính mình
Bởi vì bây giờ con không chỉ sống cho chính bản thân của mình nữa, mà con còn đang sống cho chính ước mơ của rất nhiều người. Ước mơ được công nhận. Thảo cảm thấy rất may mắn khi Thảo biết rằng xã hội luôn chào đón Thảo. Khi Thảo có rất nhiều cơ hội được hợp tác cùng với các doanh nghiệp xã hội. Ở đó, họ công nhận năng lực của Thảo và họ chấp nhận rằng Thảo là một người chuyển giới. Ngày hôm nay, khi Thảo đứng tại sân khấu này, Thảo biết rằng Thảo chưa bao giờ bị bỏ rơi, bởi vì Thảo luôn luôn có tất cả mọi người ở đây và đồng hành cùng mình. Vậy nên, nếu có lúc bạn cảm thấy bị bỏ lại phía sau, hãy nhớ rằng ánh sáng hy vọng luôn tồn tại. Chỉ cần bạn mở lòng, thế giới sẽ chào đón bạn. I believe if you stay positive and open your heart, no one will be left behind. Thank you. Đã có ai ở đây chỉ từng được sống là chính mình thông qua những bức tranh chưa? Tôi đã từng như thế. Một cậu bé 8 tuổi chỉ được gửi gắm ước mơ của mình vào những trang giấy, trở thành một cô gái xinh đẹp. Thế nhưng, ngay cả điều ấy, cậu ấy cũng không được quyền làm. Tôi đã từng bị bố mẹ mình kiểm soát mọi thứ, kể cả trong suy nghĩ. Tôi đã từng bị trầm cảm nặng và thậm chí tôi đã tự tổn hại bản thân mình. Thế nhưng, cuộc đời vẫn cho tôi cơ hội để sống tiếp. Rồi biến cố lại ập đến, gia đình tôi gặp một vài khó khăn. Tôi đã tự lao ra đời, kiếm tiền bằng nhiều công việc khác nhau từ năm 17 tuổi. Tôi đã nhận lại được sự chấp nhận và yêu thương từ gia đình. Và từ đó, tôi đã cho họ thấy rằng, dù ở hình hài nào, giới tính nào, thì trái tim tôi sẽ không có giới hạn cho sự bao dung, lòng biết ơn và tình yêu thương. Vết sẹo vẫn còn đó, những nỗi đau đã qua. Tôi vẫn luôn tự hào về cậu bé ngày ấy vì chưa bao giờ bỏ rơi chính mình. Và ngay bây giờ đây, cô gái nhỏ bước ra từ trong tranh, hiện diện ở đây trước mặt quý vị. Quý vị cho Miễm hỏi một câu. Đêm nay, Miễm có phải là một cô gái xinh đẹp và đủ tỏa sáng chưa ạ? Quý vị thấy đó, những tràng pháo tay vừa rồi là minh chứng cho việc nếu không có sự yêu thương và ủng hộ của quý vị thì chắc chắn sẽ không có Miễm đứng đây ngày hôm nay. Và Miễm tin rằng không chỉ Miễm mà tất cả các thí sinh ở MIQ và tất cả chị em ở trong cộng đồng của chúng ta đã, đang và sẽ nhận được nhiều sự yêu thương và đồng hành từ xã hội. Miễm xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến với bố mẹ mình, đến với ngôi nhà thứ hai MIQ và đến với tất cả quý vị khán giả có mặt ở đây ngày hôm nay, vì đã luôn yêu thương và ủng hộ một Miễm vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Cảm ơn vì chưa bao giờ bỏ rơi Miễm. Open your heart, spread the love. No one will ever leave you behind. Thanks for all. Không ai trong chúng ta có thể thay đổi được quá khứ, nhưng chúng ta có thể chọn cách đối diện và bước tiếp ở thời điểm hiện tại. Mỗi một sai lầm xảy ra đều là bài học, đều là tiền đề cho sự trưởng thành. Và Tiên không bao biện cho những việc mà Tiên đã làm sai. Thế nhưng ngày hôm nay Tiên được đứng ở đây, tại đêm gala Miss International Queen Việt Nam, Tiên đã dũng cảm đối diện với tất cả những sai lầm của mình. Và đó là minh chứng rõ ràng nhất cho việc một người có thể trưởng thành như thế nào sau những vấp ngã. Và trước mặt tất cả khán giả đang có mặt tại đây ngày hôm nay, cho phép Tiên được gửi lời xin lỗi tới chị Hương Giang. Và em cũng cảm ơn chị và toàn thể ekip
đã luôn bao dung cho em, tha thứ cho em dù biết em có những sai lầm. Tiên xin được cảm ơn tất cả khán giả đã luôn bao dung, luôn yêu thương, trao cho Tiên niềm tin. Và Tiên tin rằng nếu chúng ta biết rút ra được bài học, có trách nhiệm với từng lời nói và hành vi của chính mình, dám đối mặt với những sai lầm, thì tất cả chúng ta sẽ không ai bị bỏ rơi. Facing mistakes and taking responsibility all will create the bravery. And together, no one is left behind. Thank you. Quân là một cô công nhân làm việc trong xưởng sản xuất linh kiện ô tô và chẳng có gì để quan tâm cả. Vậy mà Quân lại chưa bao giờ bị bỏ rơi. Quân là cô chuyển giới đầu tiên làm việc tại công ty và lúc nào cũng được mọi người ủng hộ và tạo điều kiện cho Quân làm việc trong suốt thời gian vừa qua. Quân vẫn nhớ như in cái ngày mà mình trở về công ty, được mọi người ủng hộ và chào đón. Từ đó Quân đã nhận ra rằng là các doanh nghiệp hiện nay đã cởi mở hơn với lại người chuyển giới. Và tất cả chúng ta không chỉ được ghi nhận ở trong cộng đồng LGBTQ+, mà còn ở trong xã hội. Ngày hôm nay, khi đứng trên sân khấu này, Quân xin gửi lời cảm ơn đến với tất cả mọi người. Quân, một cô gái trẻ, 20 tuổi và những bước đi đầu đời. Và Quân nhận được quá nhiều điều kỳ diệu. Đó chính là cái động lực khiến Quân phải cố gắng thành công hơn nữa để nói tiếp những điều kỳ diệu này đến với tất cả các bạn trẻ. Và Quân không bị bỏ rơi. Tất cả các bạn cũng sẽ không bao giờ bị bỏ rơi. Xin cảm ơn. Hai mươi bảy giờ chiến đấu giữa sự kết thúc và sự tái sinh. 27 giờ như vật lộn trên xe khách với vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Và 27 cũng là số tuổi mà Nhi được tái sinh một lần nữa trên sân khấu của Miss International Queen Việt Nam. Ở cái khoảng thời gian đấu tranh giữa sự sống và cái chết, giữa Việt Nam và nước bạn, Nhi chỉ ước rằng nếu như lỡ chẳng may thì xin cho Nhi được nằm lại nơi mà Nhi đã sinh ra. Nhi đã cố gắng đấu tranh để giành lấy sự sống với hy vọng được trở về nhà. Và trải qua một quãng đường dài, Nhi đã may mắn khi được tỉnh dậy ở khu cách ly Quảng Bình dưới sự chăm sóc ân cần, nhiệt tình và chu đáo của đội ngũ y bác sĩ. Và khoảnh khắc đó, Nhi biết rằng mình không bị bỏ rơi. Xã hội ngày nay đã dần cởi mở hơn với chúng ta và dần công nhận những đóng góp của cộng đồng LGBTQ+. Và đó là nhờ vào một phần công sức của những đại diện đi trước. Và Nhi tin rằng chúng ta không cô đơn. Nhi sẽ là người tiếp bước và phát huy những giá trị đẹp đẽ đó. Vì với Nhi, đó là cách tốt nhất để Nhi có thể gửi lời tri ân và lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã luôn yêu thương, giúp đỡ Nhi, tin tưởng Nhi, cho Nhi được sống và được tái sinh. I see myself as a phoenix, and a phoenix was born to be reborn. Thank you.
là một người hoạt động xã hội trong tổ chức thúc đẩy bình đẳng cho cộng đồng LGBTQ+ tại Việt Nam, Hà cảm thấy tự hào cho hành trình mà tất cả các anh chị đã cùng nỗ lực để có ngày 1 tháng 1 năm 2017, người chuyển giới chính thức được công nhận tại Việt Nam trong Bộ Luật Dân sự. Tiếp theo đó, năm 2018, Hoa hậu Hương Giang đăng quang trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Kể từ đó, chúng ta có những sự kiện, những hoạt động và đặc biệt chúng ta có sân khấu MIQ Việt Nam ngày hôm nay. Chúng ta có Đỗ Nhật Hà, người chuyển giới nữ đầu tiên tham gia Miss Universe. Cô là MC và là người truyền cảm hứng cho tất cả các bạn trẻ. Hà nhận thấy rằng chúng ta không ai bị bỏ lại phía sau. Hà tin rằng mặc dù vẫn còn những điều chưa được như ý, nhưng bằng sự nỗ lực của chính mình, bằng tất cả mọi người đang theo dõi đêm chung kết ngày hôm nay và toàn thể tất cả mọi người trên toàn miền Tổ quốc, chúng ta sẽ tiến gần hơn với bình đẳng, được sống là chính mình, được yêu người mình yêu. Thank for believing, we can do it! Trình của đời mình. Và đôi khi tôi tự hỏi rằng đã bao giờ tôi bỏ rơi gia đình, bỏ rơi những người tôi yêu thương hay chưa? Sang rồi nhà đi năm 16 tuổi với hình hài là một cậu con trai. Sang biết điều đó khiến mẹ buồn và thất vọng về Sang lắm. Nhưng Sang chọn cách rời đi bởi vì Sang không muốn mẹ phải nghe những lời chỉ trích từ những người xung quanh. Và mẹ ơi, con chưa bao giờ từ bỏ việc học. Con luôn cố gắng tìm cách để học thêm thật nhiều để có thể tiến xa hơn nữa. Và ngày hôm nay, đứng tại sân khấu này, con tin rằng con đã trở thành niềm tự hào của gia đình. Và con muốn gửi một lời cảm ơn đặc biệt này tới mẹ của mình. Cảm ơn mẹ đã sinh con ra để con được làm con của mẹ. Con cảm ơn mẹ đã chấp nhận con và không bỏ rơi con. Và có lẽ đây là lần đầu tiên con dám nói điều này. Con yêu mẹ. Từ nhỏ tôi đã có ước mơ được trở thành một biên tập viên. Nhưng có người đã từng nói với tôi rằng điều đó sẽ không thành hiện thực vì tôi là người chuyển giới. Nhưng tôi đã làm được và tôi đang sống với ước mơ của chính mình. Điều đó chứng minh rằng miễn là bạn luôn nỗ lực thì xã hội ngoài kia sẽ luôn ghi nhận bạn. Việc tôi quay trở lại top 10 ngày hôm nay cũng chính bằng sự yêu thương của khán giả. Tất cả mọi người đã không bỏ rơi tôi trên hành trình này. Tôi là người chuyển giới đầu tiên tại Việt Nam được làm việc là biên tập viên tại VTVCAP. Nơi đó có các lãnh đạo, đồng nghiệp đã không bao giờ bỏ rơi tôi mà sẵn sàng hỗ trợ tôi bất cứ lúc nào. Dù bạn là ai, giới tính nào, dân tộc nào hay tôn giáo nào, tất cả chúng ta sẽ hỗ trợ lẫn nhau, cổ vũ nhau và không ai bị bỏ lại phía sau. We are all connected and we are one. Thank you. Xin chào tất cả các quý vị. Cho phép tôi xin bắt đầu bằng một câu hỏi. Nếu có xin hãy giơ tay nhé.
Đã có bao giờ bạn cảm thấy ít nhất một lần bị bỏ rơi chưa? Chắc chắn trong cuộc sống sẽ có đôi lúc bạn cảm thấy cô đơn, lạc lõng, dường như cả thế giới quay lưng lại và cảm thấy bị bỏ rơi. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Chúng ta không bao giờ bị bỏ rơi nếu chúng ta không bỏ rơi chính mình. Vì sao tôi lại dám khẳng định như vậy? Vì tôi không bỏ rơi con người thật của mình và tôi đã có được sự đồng hành của mẹ. Vì tôi không bỏ rơi ước mơ, một bô lô nguyện của MIQ 2020 đã có được sự yêu thương từ khán giả. Và vì tôi không bỏ rơi hoài bão đó nên Nguyễn Trang Nhung đang đứng ở đây đã có được cơ hội mà huấn luyện viên Quỳnh Hoa trao cho trong khoảnh khắc tưởng chừng như bị bỏ rơi. Tất cả những điều đó chứng minh rằng tôi không hề đơn độc trên hành trình đó. Và để minh chứng cho điều đó thêm một lần nữa, tôi xin phép kể về một khoảnh khắc đặc biệt. Khoảnh khắc Hoa hậu Hương Giang đội chiếc vương miện MIQ cho Châu Kim Sang. Sang cho mọi người thấy, Sang đã đi đến cùng với ước mơ và Sang đã nhận được vô vàn tình yêu thương, sự giúp đỡ từ tất cả mọi người xung quanh. Tôi tin tôi cùng tất cả các bạn đến từ MIQ qua từng năm đều chưa từng bỏ rơi chính mình và chúng tôi chưa từng bị bỏ rơi. Cho phép tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những ai đã luôn luôn đồng hành, yêu thương và thấu hiểu cho chúng tôi. Quý vị ơi, dù bạn là ai, trong hoàn cảnh nào thì mọi khó khăn cũng chỉ là khoảnh khắc nếu bạn tin vào chính mình. If you believe in yourself, anything is possible. Thank you. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào quý vị khán giả đang xem buổi livestream trực tiếp trên sóng ngày hôm nay. Như các bạn cũng đã thấy thì những cô gái của chúng ta đang đứng trên một cái sân khấu tuyệt đẹp như thế này và được nhận quá nhiều tình yêu thương của quý vị khán giả. Thì Như nghĩ rằng đây là một trong những cái điều minh chứng rõ nhất cho việc người chuyển giới, cộng đồng người chuyển giới Việt Nam chưa bao giờ bị bỏ rơi. Và các cô gái, nếu như có một khoảnh khắc nào đó các bạn cảm thấy mình tủi thân thì các bạn hãy tin một điều rằng luôn luôn có một ngôi nhà mang tên Be International Queen sẽ luôn chào đón các bạn. Và năm vừa qua chúng ta đã phải tạm biệt một thành viên của gia đình Be International Queen Việt Nam. Nhưng Như tin rằng từ hành trình bắt đầu của bạn ấy cho đến hơi thở cuối cùng, cô gái ấy, người bạn của tôi, chưa bao giờ bị bỏ rơi. Em hy vọng là sau này á, có những bạn giống em là người chuyển giới sẽ được pháp luật công nhận. Ra đi khi tuổi đời còn trẻ với nhiều giấc mơ còn đang dang dở, Châu Kim Sang đã để lại nhiều tiếc thương cho gia đình, người thân, đồng nghiệp và cả những người đã theo dõi hành trình của cô từ những ngày đầu vào con đường người mẫu. Xin chào mọi người, tôi tên là Châu Kim Sang. Hiện tại tôi đang là người mẫu, là diễn viên và còn là một thợ thủ công. Bước ra từ chinh phục Hoàng Mỹ 2018, Châu Kim Sang năm đó đã nhận được rất nhiều yêu mến từ khán giả nhờ vào sự mộc mạc và nỗ lực không ngừng. Và rồi, không dừng lại đam mê, Châu Kim Sang tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình một lần nữa khi đến với Đại sứ Hoàng Mỹ 2020. Tinh thần chiến đấu kiên cường của Châu Kim Sang đã chạm đến trái tim khán giả khi cô chia sẻ về những khó khăn. Năm vừa rồi em có một cái tai nạn, đó là khối u trên cái trán. Ta phải cắt mất cả xương đấy và người ta thế bằng titanium. Vậy là mới phẫu thuật. Tài sản chúng ta có thể làm lại được. Em nghĩ tự tin em có thể dần lấy lại được. Và em tin vào bản thân của em. Rất cố gắng nhưng vẫn không thể chiến thắng bệnh tật, Châu Kim Sang dù ra đi nhưng đã có một hành trình sống đầy nghị lực, được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ. Hình ảnh chiến binh màu tím Châu Kim Sang mạnh mẽ
sẽ mãi lưu giữ trong trái tim của người hâm mộ. Nếu một mai tôi có bay lên trời, thì người ơi tôi đã sống rất thành công. Nếu một mai tôi có đi qua đời, thì người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời. Rất chân thành, rất cảm xúc, có đúng không ạ? Và chúng tôi cũng nhận thấy có rất là nhiều những giọt nước mắt đã rơi. Một lần nữa xin được cảm ơn cho chị Huỳnh Như với những đồng cảm, thấu hiểu, sẻ chia với cộng đồng LGBTQ+ và với tất cả các cô gái xinh đẹp của chúng ta. Và xin được gửi đến Châu Kim Sang, ở một nơi nào đó trên thiên đàng thì bạn vẫn còn ở mãi trong tim của mỗi chúng tôi. Trước khi chúng ta đến với những giây phút tiếp theo có thể nói là vô cùng hồi hộp, thì xin một lần nữa được gửi lời cảm ơn tới giám đốc công ty sự kiện View Entertainment Vinatown với việc đã hỗ trợ chúng tôi mang tới một sân khấu hết sức hoành tráng và đẹp mắt ngày hôm nay để nâng bước cho các thí sinh. Xin được cảm ơn đại diện công ty, ông Nguyễn Thanh Huy. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm 6 cái tên bước vào top 6 Miss International Queen Việt Nam 2023. Và trên tay chúng tôi đang là phong bì được niêm phong với kết quả của top 6 chung cuộc tại cuộc thi MIQVN Miss International Queen Việt Nam năm 2023. Khi chúng tôi gọi tên, thí sinh sẽ bước lên phía trước và tiến về phía trung tâm sân khấu. Xin được chúc may mắn cho tất cả các thí sinh. Cái tên đầu tiên xuất hiện trong top 6 Miss International Queen Việt Nam 2023 là một thí sinh tới từ team của huấn luyện viên Quỳnh Hoa. Xin chúc mừng thí sinh Nguyễn Trang Nhung. Được với chương trình, tôi cảm thấy biết ơn sâu sắc những cánh tay đã nâng bước tôi đến gần hơn với ước mơ. Cảm ơn MIQ vì đã cho tôi được hết mình với một trái tim dũng cảm và có cơ hội dùng cánh tay này để nâng bước tiếp nối cho những ước mơ. Vâng, xin được chúc mừng cho Trang Nhung cũng như là huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa. Và tiếp theo sau đây, quý vị nghĩ sẽ là cái tên nào ạ? Thật sự khoảnh khắc này khó hơn bao giờ hết đâu anh Đức Bảo. Tại vì tất cả các cô gái của chúng ta đã rất xuất sắc trong phần thi vừa rồi. Và không để cho tất cả quý vị phải chờ đợi lâu, cái tên sẽ được bước tiếp vào top 6 chung cuộc của cuộc thi MIQVN năm nay, đến từ team huấn luyện viên Mai Ngô. Xin được chúc mừng cho thí sinh Nguyễn Hà Diệu Thảo. Nếu như bạn muốn nhìn thấy cầu vồng, thì trước hết bạn cần phải đối mặt với những cơn mưa. Đừng đợi cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn, hãy làm cho nó trở nên tốt hơn bằng cách thay đổi cách bạn nhìn nhận nó. Phát triển bản thân không chỉ là mục tiêu mà còn là cuộc hành trình suốt đời. Xin được chúc mừng hai thí sinh đã ghi danh vào top 6. Thí sinh tiếp theo sẽ đi tiếp trong đêm gala ngày hôm nay là một thí sinh có tuổi đời khá trẻ. Đó là một đại diện tới từ team huấn luyện viên Thủy Tiên. Xin được gọi tên Nguyễn Tường Sơn. Mỗi chặng hành trình trải qua đều động lại cho ta những khoảnh khắc đáng nhớ. Và tôi chắc chắn rằng Miss International Queen Việt Nam là thanh xuân, là niềm tin để cho tuổi trẻ tôi thêm rạng rỡ. Và tôi hy vọng đây là bước đệm để giúp tôi được làm những điều tốt đẹp hơn cho cộng đồng và xã hội.
Vâng, xin được chúc mừng cho cô gái Nguyễn Tường Sang, rất xinh đẹp và tỏa sáng đúng không ạ? Và Nhật Hà nghĩ rằng trong tất cả những cái khoảnh khắc quan trọng này thì niềm vui nhân đôi nó sẽ hơn bao giờ hết đúng không ạ? Một lần nữa chúc mừng cho huấn luyện viên Thủy Tiên với thí sinh Nguyễn An Nhi. Hành trình vừa qua đối với tôi là những trải nghiệm đáng nhớ và những bài học quý giá. Có những lỗi lầm và từ đó cho tôi những kinh nghiệm quý báu. Bản thân tôi cảm thấy đầy tự hào và may mắn khi có được trong hành trình đầy ý nghĩa này. Tôi hy vọng rằng hành trình này sẽ còn được tiếp nối và mang lại nhiều giá trị hơn nữa cho cộng đồng và xã hội. Chỉ còn 2 vị trí trong top 6. Những cô gái nào sẽ may mắn bước tiếp? Xin được chúc mừng một đại diện tới từ team của huấn luyện viên Quỳnh Hoa. Đó là ai ạ? Hãy chiếm lấy vị trí ở trung tâm sân khấu. Thí sinh Nguyễn Đan Tường. Từ một cô gái luôn rụt rè, sợ hãi, Tiên đã dám bước ra ánh sáng, dám tin và tôn trọng những giá trị mà bản thân mình có, biết chấp nhận bản thân mình không hoàn hảo, chấp nhận những sai lầm trong quá khứ mà Tiên đã mắc phải, biết đón nhận tất cả mọi thứ đến với mình dù tích cực hay tiêu cực một cách cởi mở nhất. And coming up with the last beautiful ladies. Một thí sinh đã được quý vị hò reo rất nhiều. Và cô gái ấy cũng là thí sinh đã nhận được lượt bình chọn cao nhất để bước tiếp vào top 10 chung cuộc năm nay. Xin được chúc mừng cho Nguyễn Vũ Hà An đến từ team huấn luyện viên Quỳnh Châu. Rất nhiều người sẽ chỉ nói một ước mơ duy nhất muốn đạt được, nhưng giờ đây mình đã nhận ra ước mơ đạt được vị trí cao nhất không phải là duy nhất. Ước mơ phải nối tiếp ước mơ. Ước mơ này thành công sẽ là bệ phóng cho ước mơ tiếp theo. Ước mơ này thất bại sẽ là bài học động lực phải cố gắng hơn nữa. Và một lần nữa sẽ được chúc mừng cho top 6 chung cuộc. Sẽ được cảm ơn tất cả các cô gái còn lại. Các bạn rất xinh đẹp, rất tỏa sáng trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn Miệm Trần, team huấn luyện viên Mai Ngô. Cảm ơn Đỗ Tây Hà, team huấn luyện viên Quỳnh Châu. Cảm ơn Trần Quân, team huấn luyện viên Quỳnh Châu. Và cảm ơn Nguyễn Thiên Hân, team huấn luyện viên Thủy Tiên ạ. Chúc mừng các bạn và mong rằng các bạn sẽ luôn luôn tự tin tỏa sáng trong tương lai. Và như vậy là trên sân khấu lúc này còn lại 6 thí sinh xuất sắc nhất và cũng hồi hộp nhất khi họ chuẩn bị bước vào phần thi ứng xử. Những cô gái này sẽ có cơ hội để nói lên suy nghĩ của mình, để trả lời những câu hỏi không hề dễ tới từ các thành viên của ban cố vấn. Mỗi bạn sẽ lần lượt được bốc thăm và chọn ra vị giám khảo nào đặt câu hỏi cho mình. Các bạn sẽ có 2 sự lựa chọn để trả lời. Nếu các bạn trả lời bằng tiếng Việt thì 1 phút là thời gian dành cho bạn. Nếu trả lời song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt thì các bạn sẽ có tổng thời gian là 2 phút cho câu trả lời của mình. Hãy cùng đến với các thí sinh của chúng ta. Xin mời Trang Nhung sẽ lựa chọn vị giám khảo đặt câu hỏi cho mình. Ai sẽ là người đặt câu hỏi cho bạn? Và người đặt câu hỏi cho Trang Nhung chính là giám khảo Nguyễn Huỳnh Như ạ. Xin mời câu hỏi từ cố vấn Nguyễn Huỳnh Như. Xin chào Trang Nhung. Câu hỏi dành cho bạn là dùng 3 câu nói hãy thuyết phục tất cả mọi người ở đây rằng bạn xứng đáng trở thành Miss International Queen Việt Nam năm nay. Trang Nhung sẽ trả lời câu hỏi này bằng tiếng Việt hay song ngữ? Em sẽ trả lời bằng tiếng Việt ạ. Và 60 giây dành cho bạn bắt đầu.
nói để có thể chứng minh tôi có thể trở thành Miss International Queen Việt Nam hôm nay. Câu thứ nhất, tôi là người có trái tim dũng cảm. Hành trình tôi đi đến đây vẽ ra một câu chuyện truyền cảm hứng cho mọi người. Và mọi người ơi, hãy làm giống tôi, cố gắng bước đi những bước đi đầu tiên để thực hiện ước mơ của mình. Thứ hai, hãy chuẩn bị một tinh thần thật sự vững mạnh và một khối óc. Thứ hai, tôi đã chuẩn bị một tinh thần và một sức mạnh để có thể đội được sức nặng của vương miện trên đầu. Và thứ ba, tôi biết dù chặng đường trước sẽ khó khăn, tuy nhiên tôi đã chuẩn bị sẵn sàng và mọi thứ. Hy vọng. Thời gian vẫn còn, xin mời bạn. Xin được chúc mừng Trang Nhung đã có phần thi trả lời ứng xử. Tôi biết bạn là người đầu tiên thực hiện phần thi này, thế cho nên là rất nhiều áp lực và nhiều sự hồi hộp. Và mọi người có thể dành một tràng pháo tay thật lớn cho Trang Nhung được không ạ? Xin cảm ơn. Vâng, và kế bên Nhật Hà ngay lúc này là cô gái xinh đẹp đến từ team huấn luyện viên Mai Ngô, Nguyễn Hà Diệu Thảo. Và xin mời bạn hãy lựa chọn phong bì để chọn ra giám khảo của mình. Và giám khảo của bạn sẽ là Dược sĩ Tiến à? Xin chào Diệu Thảo. Anh xin phép Diệu Thảo và ban tổ chức sẽ cho anh hỏi một câu hỏi không nằm trong danh sách gợi ý mà ban tổ chức chuẩn bị, mà là một câu hỏi của riêng anh. Nếu như tối nay em không đăng quang MIQ Việt Nam 2023 thì điều này sẽ có ý nghĩa tích cực gì đối với cuộc đời của em? Và một phút của bạn hay hai phút của bạn, bạn sẽ lựa chọn trả lời tiếng Việt hay song ngữ ạ? Em xin phép được trả lời bằng tiếng Việt ạ. Em xin cảm ơn câu hỏi của anh Tiến. Nếu như ngày hôm nay em không thể chiến thắng tại Miss International Queen Việt Nam 2023 này, thì em tin rằng đây chính là kinh nghiệm đáng giá cho em để em có thể học tập và phát triển nhiều hơn trong tương lai. Em biết rằng khi chúng ta đã lựa chọn con đường là một beauty queen thì chúng ta cần phải có tài năng, cần phải có trí thức và cần phải có sắc đẹp. Và em mong muốn rằng em sẽ mang được hình ảnh về một người chuyển giới có đủ sự tự tin, có đủ sự can đảm để cho cô ấy có thể lan tỏa những thông điệp tích cực đối với những người xung quanh rằng tôi là một người thuộc cộng đồng LGBTQ+, nhưng hôm nay tôi vẫn đứng ở đây và nói lên tiếng nói của mình. Và tôi sẽ cùng với tất cả các bạn để đồng hành cùng nhau và lan tỏa nó với những thông điệp tích cực nhất. Xin cảm ơn. Rất tuyệt vời. Một tràng pháo tay thật to cho Nguyễn Hà Diệu Thảo được không ạ? Vâng, xin được chúc mừng Diệu Thảo với phần trả lời rất tự tin vừa rồi. Và xin mời thí sinh tiếp theo Nguyễn Tường San sẽ lựa chọn vị giám khảo đặt câu hỏi cho bạn. Giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho em là chị Nguyễn Thu Trang ạ. Xin mời vị cố vấn Nguyễn Thu Trang sẽ đặt câu hỏi cho Nguyễn Tường San. Xin chào Diệu Thảo và tất cả các thí sinh trên sân khấu. Câu hỏi dành cho em là theo em giữa đạo đức và tài năng thì công chúng sẽ cần một hoa hậu trau dồi điều gì hơn? Xin được cảm ơn câu hỏi của chị. Và Tường San sẽ lựa chọn trả lời tiếng Việt hay song ngữ? Em xin trả lời bằng tiếng Việt ạ. 60 giây dành cho Tường San, bắt đầu. Em nghĩ rằng giữa đạo đức và tài năng thì đối với bản thân em quan trọng nhất vẫn là đạo đức. Bởi vì em quan niệm rằng có đức. Bởi vì em quan niệm rằng có đức mặc sức ăn tài. Và đối với bản thân em luôn định hướng bản thân mình theo 3 tiêu chí: nhân cách, trí tuệ và sắc đẹp. Và nhân cách là yếu tố em tiên quyết đầu tiên, em tiên quyết. Chính vì vậy, đối với một hoa hậu, đạo đức vẫn là yếu tố quan trọng để quyết định một hoa hậu có sức ảnh hưởng và có tầm quan trọng đối với cộng đồng và xã hội. Em xin cảm ơn. Xin được chúc mừng Tường San với câu trả lời cũng rất tự tin và rất đầy đủ những điều mà bạn muốn truyền tải.
Xin mời Nhật Hà với thí sinh tiếp theo. Xin chào An Nhi, cảm xúc của bạn bây giờ như thế nào? Nhi đang rất là mong chờ câu hỏi tiếp của Nhi ạ. Vâng, và hy vọng là bạn sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt phần thi ứng xử này nhé. Và mời bạn hãy lựa chọn giám khảo, lựa chọn câu hỏi cho mình. Dạ, câu hỏi, giám khảo đặt câu hỏi cho Nhi là chị Nguyễn Hương Giang ạ. Xin được chúc mừng anh Nhi. Ngày hôm nay chị rất là thích cái bộ váy của em. Và câu hỏi chị muốn đặt cho em đó chính là: giữa sự giàu có và sự bình yên, em sẽ chọn điều gì, vì sao? Bạn lựa chọn trả lời bằng tiếng Việt hay song ngữ ạ? Nhi xin phép được trả lời tiếng Việt ạ. Nhi xin cảm ơn câu hỏi của chị Giang. Đối với bản thân Nhi, Nhi luôn quan niệm rằng sự giàu có nó không nằm ở sự vật chất, mà sự giàu có nó luôn nằm ở trong tâm hồn của chúng ta. Và suy cho cùng thì chúng ta đến cuối đời thì chúng ta vẫn mong sự bình yên, đúng không ạ? Và Nhi tin rằng điều quan trọng nhất vẫn là chúng ta giữ một trí tuệ, một cái đầu lạnh, một trái tim ấm áp, và những điều hạnh phúc và yên bình sẽ đến với chúng ta. Nhi xin cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn An Nhi với phần trả lời vô cùng tuyệt vời này. Và xin mời anh Đức Bảo ạ. Vâng, quả thật là đến giờ phút này thì phần thi ứng xử đang cho chúng ta thấy được những thí sinh bản lĩnh, trí tuệ và tài năng như thế nào. Xin mời Đan Tiên với sự lựa chọn của mình. Giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho bạn là ai? Là chị Phạm Thị Hiền Anh ạ. Xin mời. Vâng, hiện nay thì ở vị trí của bà Phạm Thị Hiền Anh đang bỏ trống, có lẽ là chưa kịp quay trở lại với sân khấu. Đang ngồi kế bên là doanh nhân Hoàng Song Hà. Vậy chúng tôi xin mời chị sẽ đặt câu hỏi cho Đan Tiên. Xin chào Đan Tiên. Và bây giờ sẽ là câu hỏi của chị dành cho em. Câu hỏi của chị dành cho em là: em có tin vào tình yêu hay không? Nếu có thì em sẽ nói gì với cộng đồng LGBT đang mất niềm tin vào tình yêu? Xin được cảm ơn câu hỏi của doanh nhân Hoàng Song Hà. Và bạn sẽ trả lời bằng tiếng Việt hay song ngữ? Em sẽ xin trả lời câu hỏi này bằng tiếng Việt ạ. 60 giây dành cho Đan Tiên, bắt đầu. Em luôn luôn là một người tích cực. Có lẽ vậy nên là em luôn luôn tin vào tình yêu. Và em may mắn rằng tình yêu đã đến với em. Và nếu để nói một lời nào đối với cộng đồng của chúng ta đang mất dần niềm tin về tình yêu, thì em muốn nói với tất cả mọi người rằng hãy tin rằng một ngày chúng ta sẽ được hạnh phúc. Hãy luôn yêu thương bản thân, yêu thương chính mình. Rồi sẽ đến lúc có người khác đến và yêu thương bạn như cách bạn yêu thương chính mình. Thì xin cảm ơn. Rất tuyệt vời. Xin được cảm ơn Đan Tiên với câu trả lời đầy tự tin và những thông điệp ý nghĩa, nhân văn mà bạn đã gửi đến cho các quý vị khán giả. Và cô gái cuối cùng trong top 6 của chúng ta, Nguyễn Vũ Hà Anh. Và bây giờ xin mời bạn hãy bốc thăm vị giám khảo đặt câu hỏi cho mình ạ. Giám khảo Giang Đôn ạ. Chị có một câu hỏi cho em. Em nghĩ sao về nhận định nếu như mà bạn chưa lo được cho những người thân của mình đầy đủ thì tốt nhất bạn không nên nghĩ đến việc từ thiện cho cộng đồng? Hà Anh sẽ lựa chọn trả lời tiếng Việt hay song ngữ ạ? Hà Anh xin phép trả lời bằng tiếng Việt ạ. Một phút của bạn bắt đầu. Đối với bản thân Hà Anh, chúng ta luôn luôn cố gắng bản thân mình có một trái tim dũng cảm. Trái tim dũng cảm ấy sẽ làm gì? Sẽ làm gì cho bản thân mình? Sẽ làm gì cho gia đình mình? Sẽ làm gì cho xã hội này? Đó phụ thuộc vào hành động và quyết định của bạn. Và Hà Anh tin rằng
Khi chúng ta biết cân bằng mọi thứ, thì việc chúng ta lựa chọn, chúng ta quyết định như thế nào sẽ phụ thuộc vào trái tim và lý trí của chúng ta. Và đối với bản thân Hà Anh, gia đình luôn luôn là để yêu thương, luôn luôn là nơi để Hà Anh trở về. Và Hà Anh tin rằng gia đình sẽ luôn luôn ủng hộ những ý kiến, những quyết định của bản thân mình để đem lại nhiều điều tích cực hơn đến với xã hội. Và Hà Anh tin rằng gia đình sẽ luôn luôn sẵn sàng ủng hộ Hà Anh làm những điều lớn lao có ích cho xã hội này. Vâng, xin được cảm ơn phần trả lời vô cùng tuyệt vời. Và đó cũng là kết thúc phần thi ứng xử của Top 6 Miss International Queen Việt Nam. Chúc mừng cả 6 thí sinh đã nhận được những câu hỏi không hề dễ từ các vị cố vấn. Và họ đã đủ bình tĩnh, tự tin để nói lên những lời chân thành trong suy nghĩ của họ, trong trải nghiệm của họ từ trước tới nay. Và chúc các bạn sẽ nhận được những nhận xét đánh giá rất công bằng từ các thành viên của các cố vấn, ban cố vấn. Bây giờ thì họ cũng sẽ phải làm việc rất là công tâm và tập trung để giúp chúng tôi tìm ra được top 3 Miss International Queen Việt Nam 2023 trong ít phút nữa. Và không biết sau phần thi ứng xử vô cùng tuyệt vời này đến từ tất cả các cô gái của chúng ta thì đơn vị chế tác Vương Miện, Jessica Cherry and Don Hậu có những cảm xúc gì với tất cả những cô gái xinh đẹp này ạ? Thật sự thì đến giờ phút này thì đối với Don Hậu thì các em đã là hoa hậu của chính mình rồi. Tiếc rằng chiếc Vương Miện là chỉ có một mà thôi. Và Don thì thấy được top 3 rồi. Nhưng mà Don không dám bật mí ở đây cho quý vị tăng thêm phần hồi hộp tí xíu. Vâng, và đối với Don thì các em đã tỏ sáng lắm rồi. Thì bây giờ ráng cố gắng lên tí xíu nữa thì các em sẽ tỏ hơn nè. Vì đại diện Jessica Cherry sẽ chọn đúng, xứng đáng với chiếc Vương Miện mà đơn vị đã tài trợ cho MIQ 2023 lần này. Cảm ơn. Xin được cảm ơn những chia sẻ từ thành viên của ban cố vấn, doanh nhân Don Hậu. Với một cố vấn sắc đẹp như anh Hoàng Thái Sơn thì anh thấy được vẻ đẹp tâm hồn và bản lĩnh của các thí sinh như thế nào qua phần thi ứng xử vừa rồi? Qua phần thi ứng xử vừa rồi thì mọi người có thể thấy rằng các cô gái của chúng ta trong năm nay và đặc biệt là các bạn trong top 6 không những tài năng bởi những cái tiết mục về biểu diễn những cái tài năng của mình mà hình thể rất là đẹp, càng ngày càng tỏa sáng, thì những cô gái rất bản lĩnh, đúng không ạ, để trả lời những câu hỏi ứng xử hóc búa từ ban giám khảo. Và nếu đâu đó trật nhịp một chút, các bạn lại rất là lấy lại sự bản lĩnh rất là nhanh và ngay lập tức đưa ra những ứng xử rất là khéo léo và rất là duyên dáng. Cả top 6 ngày hôm nay đều rất là xuất sắc. Và chúc cho các bạn, dù mình không lọt vào top 3 đi nữa thì hãy tự hào về hành trình mà 3 tháng qua các bạn đã đi qua. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Hoàng Thái Sơn ạ. Và có lẽ là những người hồi hộp không kém các thí sinh trên sân khấu trong phần thi ứng xử vừa rồi chính là các huấn luyện viên, những người đã đồng hành cùng với các bạn ấy và đã giúp đỡ không ít để các bạn có sự chuẩn bị tốt nhất trong đêm gala ngày hôm nay. Không biết là huấn luyện viên Thủy Tiên, bạn đã trải qua những phút giây vừa rồi với những cảm xúc và suy nghĩ ra sao? Đầu tiên thì Thủy Tiên nghĩ rằng là không chỉ mỗi Tiên đâu mà cả ba huấn luyện viên còn lại ngồi ở đây cũng rất là hồi hộp và cũng dõi theo từng bước chân, sải chân catwalk của các bạn ở trên sân khấu. Và Tiên tin rằng top 20 thí sinh của chúng ta đều đã cùng tỏa sáng tại sân khấu MIQ Việt Nam năm 2023. Và Tiên tin rằng bất kỳ cô gái nào chiến thắng ngày hôm nay cũng là người xứng đáng. Và chặng hành trình này sắp kết thúc. Tiên chỉ mong rằng hành trình ở cuộc thi thì ngắn, nhưng hành trình ở cuộc đời của các bạn mới dài. Và hãy tiếp bước những bước chân của mình nhé. Tự tin. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ huấn luyện viên Thủy Tiên ạ.
Thế còn huấn luyện viên Mai Ngô, bạn có kịp nghĩ ra một đoạn rap nào không? Wow, cái này làm khó dữ. Không cũng không sao. Chúng tôi rất là muốn nghe những cảm xúc suy nghĩ của Mai Ngô qua phần thi ứng xử vừa rồi. Mai có đôi lời gửi đến 6 bạn thí sinh đang rất tỏa sáng tại đêm chung kết hôm nay. Các bạn đang rất gần với chiếc vương miện rồi. Và Mai nhắc nhở các bạn, chiếc vương miện chỉ có một. Chỉ có một người chiến thắng trong đêm nay thôi. Nên chúng ta cần phải bình tĩnh, tự tin và chiến đấu hết mình. Hãy tỏa sáng các bạn nhé. Vâng, xin được cảm ơn huấn luyện viên Mai Ngô ạ. Và trên chặng hành trình này cam go hơn bao giờ hết, chúng ta sẽ tiến gần hơn đến với chiếc vương miện của MIQVN thông qua phần công bố top 3 của cuộc thi năm nay. Không biết rằng là đội kỹ thuật của chương trình đã nhận được kết quả từ ban cố vấn hay chưa? Chúng ta hãy cùng di chuyển ra vị trí của mình để chuẩn bị công bố các thí sinh lọt vào top 3 của Miss International Queen Việt Nam 2023. Kết quả đã được chúng tôi cập nhật thông qua email của ban tổ chức chương trình. Và cái tên đầu tiên sẽ bước tiếp vào top 3 chung cuộc. Xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Hà Diệu Thảo. Chúc mừng Nguyễn Hà Diệu Thảo là một trong ba thí sinh đang ở gần với chiếc vương miện Miss International Queen Việt Nam 2023 hơn bao giờ hết. Chúng tôi muốn được nhìn thấy các thí sinh hãy tự tin, hãy hít thở thật sâu và bình tĩnh. Cái tên tiếp theo lọt vào top 3 Miss International Queen Việt Nam 2023 xin được gọi Nguyễn Tường Sang. Xin được chúc mừng cho Tường Sang và huấn luyện viên Thủy Tiên ạ. Và sau đây sẽ là cái tên cuối cùng được bước tiếp vào top 3 chung cuộc. Đan Tiên ạ? Trang Nhung không ạ? An Nhi? Và Hà Anh thì sao ạ? Vâng, không để tất cả quý vị phải chờ đợi lâu. Cái tên cuối cùng được công bố thông qua email của ban tổ chức năm nay đã gọi tên thí sinh Nguyễn An Nhi. Xin được chúc mừng bạn. Chúc mừng cho top 3 chung cuộc của cuộc thi MIQVN. Và một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn thí sinh còn lại. Cảm ơn Đan Tiên. Cảm ơn Trang Nhung, cảm ơn Hà Anh, cảm ơn tất cả các cô gái vô cùng xinh đẹp và tài năng của chúng ta ngay tại sân khấu này. Và ngay sau đây xin được mời, các bạn hãy cùng tiến lên phía trước sân khấu để nhận hoa và kỷ niệm chương của chương trình. Xin mời ba thí sinh còn lại trong top 6, các bạn sẽ tiến về phía trung tâm sân khấu và nhận Hà kỷ niệm chương. Được mời giám khảo Giang Đôn cũng như chị Thu Trang sẽ tiến lên sân khấu để trao kỷ niệm chương cho các bạn thí sinh ạ.
xin được cảm ơn Trang Nhung, Đan Tiên và Hà Anh với những đóng góp và những màn thể hiện rất ấn tượng của các bạn. Chúc các bạn sẽ có những hành trình tuyệt vời hơn nữa sau Miss International Queen Việt Nam 2023. Xin được cảm ơn các thành viên của ban cổ vấn, chị Giang Đô và chị Thu Trang. Chúc mừng Đan Tiên, chúc mừng Trang Nhung và chúc mừng Hà Anh. Các bạn đã có những phần thưởng vô cùng tuyệt vời là tình cảm yêu thương của tất cả quý vị khán giả. Và sau đây chúng ta sẽ tiến đến phần thi quan trọng để tìm ra người chiến thắng của cuộc thi Miss International Queen Việt Nam năm nay. Top 3 sẽ tham gia vào phần thi ứng xử thứ hai. Các bạn sẽ cùng trả lời một câu hỏi duy nhất từ các cố vấn. Và trong lúc thí sinh đầu tiên trả lời câu hỏi, hai thí sinh còn lại sẽ được đeo tai nghe và lần lượt các bạn sẽ cùng được so tài, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tài năng của mình với cùng một câu hỏi từ các cố vấn. Các bạn sẽ có thể trả lời hoặc tiếng Việt trong 60 giây hoặc song ngữ trong 120 giây. Các bạn đã nắm được luật trong phần thi ứng xử này chưa? Xin chúc các bạn may mắn. Tôi xin được đón nhận câu hỏi từ các cố vấn, từ bà Phan Thị Hiền Anh. Đức Bảo sẽ là người đọc câu hỏi này cho các thí sinh. Xin được cảm ơn chị. Và không biết câu hỏi này sẽ là thử thách gì đối với top 3 trụ cột của chúng ta năm nay ạ? Xin mời anh Đức Bảo. Câu hỏi dành cho bạn. Người chuyển giới đã có những sân chơi sắc đẹp riêng. Vậy họ có cần thiết phải tham gia các cuộc thi sắc đẹp của phụ nữ dị tính hay không? Bạn sẽ trả lời câu hỏi này bằng tiếng Việt hay song ngữ? Dạ thưa anh, xin trả lời tiếng Việt ạ. 60 giây dành cho bạn, bắt đầu. Dạ thưa anh, Nhi nghĩ tất cả các cuộc thi, dù là cuộc thi dành cho người dị tính hay cuộc thi dành cho người chuyển giới, đều nhằm tôn vinh những giá trị đẹp đẽ của con người và của người phụ nữ nói chung. Và Nhi tin rằng người chuyển giới cũng có thể tham gia bất kỳ cuộc thi nào nếu họ đủ tiêu chí, đủ điều kiện tham gia. Và Nhi tin rằng một ngày nào đó, những người chuyển giới và những người trong cộng đồng chuyển giới sẽ được đứng trên một sân khấu lớn, được khẳng định và được thể hiện tài năng, nhan sắc và trí tuệ của mình. Nhi xin cảm ơn. Chúc mừng An Nhi, cảm ơn bạn với câu trả lời rất tự tin. Tôi có thể cảm nhận được bạn ấy rất căng thẳng và hồi hộp, nhưng đã làm thật tốt trong phần thi ứng xử vừa rồi. Xin chúc mừng An Nhi. Và chúng ta sẽ cùng chào đón thí sinh Nguyễn Tường Sang ạ. Cũng cùng một câu hỏi dành cho Tường Sang. Người chuyển giới đã có những sân chơi sắc đẹp riêng. Vậy họ có cần thiết phải tham gia các cuộc thi sắc đẹp của phụ nữ dị tính hay không? Tường San sẽ trả lời bằng tiếng Việt hay song ngữ? Em xin trả lời bằng tiếng Việt ạ. 60 giây dành cho Tường San, bắt đầu. Em nghĩ rằng ở xã hội ngày càng hiện đại và phát triển thì chúng ta không nên phân biệt giữa người chuyển giới và người dị tính. Và việc ở một quốc gia có người chuyển giới tham gia cuộc thi sắc đẹp dành cho nữ giới thì đó chứng tỏ quốc gia của họ đang phát triển. Và em tin rằng người chuyển giới ngày càng thông minh, xinh đẹp thì cũng không kém gì các bạn nữ giới. Chính vì đó, em hoàn toàn đồng tình với ý kiến cho rằng người chuyển giới có nên tham gia các cuộc thi sắc đẹp dành cho nữ giới hay không. Em xin cảm ơn. Chúc mừng Tường San với câu trả lời cũng đầy bản lĩnh và sự tự tin. Cảm ơn bạn. Và như vậy là chỉ còn thí sinh Nguyễn Hà Diệu Thảo với phần thi ứng xử dành cho top 3. Chúc bạn sẽ lấy hết được sự tự tin và bình tĩnh. Câu hỏi dành cho bạn. Người chuyển giới đã có những sân chơi sắc đẹp riêng. Vậy họ có cần thiết phải tham gia các cuộc thi sắc đẹp của phụ nữ dị tính hay không?
bạn sẽ trả lời tiếng Việt hay song ngữ? Em xin phép được trả lời song ngữ ạ. 120 giây dành cho Diệu Thảo và tôi sẽ đưa micro cho bạn. I think it's not true or false because the readjustment is a big barrier to our success. And the problem is also happening to transgender people being accepted to participate in beauty contests or not. If you think it's positive, it will be positive or vice versa. And you know, only when you have enough confidence, courage enough to step out of your comfort zone and array the readjustment of society, that time a new breakthrough will begin. Look at what Angela Bonsai had done when she took part in Miss Universe, and how did Hương Giang change the readjustment about transgender people in Vietnam, and more recently, Đỗ Nhật Hà's story, how did she bring it to the Miss Universe Vietnam? All of this story wants us to move toward a positive message. I know someone in the outside don't recognize what we are doing, but if we go together to make the world better and better, I believe in the future we will hold the key to open a new future. Em nghĩ rằng vấn đề này không có đúng và cũng không có sai, nhưng định kiến của xã hội là một trong những điều đang cản trở chúng ta nhiều nhất. Và vấn đề này đã và đang xảy ra đối với việc người chuyển giới có được phép tham gia vào các cuộc thi sắc đẹp chính thống hay không. Nếu như bạn nhìn nhận nó từ một hướng tích cực thì nó sẽ là tích cực và ngược lại. Nhưng tất cả chúng ta cũng biết rằng chỉ khi bản thân bạn có đủ sự tự tin, có đủ sự can đảm để có thể bước ra khỏi vùng an toàn của mình, đặt những dấu chân đầu tiên trên con đường thay đổi định kiến của tất cả mọi người, thì ngay tại thời điểm đó, những bước đột phá mới sẽ bắt đầu. Hãy nhìn vào những gì mà Angela Bonsai đã làm được khi qua đến với đấu trường Miss Universe, và chị Hương Giang đã thay đổi định kiến về người chuyển giới tại Việt Nam như thế nào, và mới đây nhất là câu chuyện mà chị Đỗ Nhật Hà đã mang tới đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ra sao. Tất cả những câu chuyện trên cũng đều mong muốn cho chúng ta hướng tới những thông điệp tích cực hơn mà thôi. Em biết rằng ở ngoài kia có những người họ không đồng ý với những gì chúng ta làm, nhưng nếu như tất cả chúng ta cùng chung tay và xây dựng một xã hội ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn, thì em tin rằng trong tương lai chính chúng ta sẽ là người nắm giữ chiếc chìa khóa để mở ra cánh cổng của một thế giới mới, một tương lai mới và một hạnh phúc mới. Xin cảm ơn. Slay, slay, slay. Excellent answer. And giving a big round of applause for Nguyễn Hà Diệu Thảo. Chúc mừng top 3 đã hoàn thành xuất sắc phần thi ứng xử với một câu hỏi không hề dễ từ các cố vấn. Chúc các bạn sẽ gặp may mắn. Chúng ta sẽ phải chờ thêm ít phút để biết được cái tên nào đạt ngôi vị cao nhất tại Miss International Queen Việt Nam 2023. Chiếc vương miện sẽ thuộc về ai? Nhưng trước tiên, xin mời quý vị hãy cùng ngắm nhìn, khám phá chiếc vương miện dành riêng cho ngôi vị cao nhất của Miss International Queen Việt Nam 2023 tới từ nhà tài trợ vương miện Jessica Jewelry. Xin mời. Tổng giá trị giải thưởng dành cho Miss International Queen Việt Nam 2023 lên đến 1 tỷ đồng, cùng với hợp đồng làm đẹp trị giá 500 triệu đồng đến từ Viện Thẩm mỹ Quốc tế Siam Thái Lan. First Runner-up nhận được giải thưởng với tổng trị giá 500 triệu đồng, hợp đồng làm đẹp trị giá 300 triệu đồng từ Viện Thẩm mỹ Quốc tế Siam Thái Lan. Second Runner-up nhận được giải thưởng với tổng trị giá 250 triệu đồng, hợp đồng làm đẹp trị giá 200 triệu đồng từ Viện Thẩm mỹ Quốc tế Siam Thái Lan, cùng cơ cấu giải thưởng phụ hấp dẫn. Ngoài việc được đại diện tham gia đấu trường quốc tế và có cơ hội nhận những phần quà giá trị đến từ các nhà tài trợ, thí sinh chiến thắng cuộc thi Miss Internet. Xin được cảm ơn doanh nhân Don Hậu, đại diện của Jessica Jewelry, nhà tài trợ vương miện Miss International Queen Việt Nam 2023, đã trao chiếc vương miện vào tay của giám đốc quốc gia MIQVN, Hoa hậu Hương Giang. Xin được trân trọng cảm ơn.
Thưa quý vị, thời khắc đáng mong chờ nhất, hồi hộp nhất, kịch tính nhất của đêm gala Miss International Queen Việt Nam 2023 sắp tới, và cũng là thời khắc chuyển giao của Miss International Queen Việt Nam 2020 Phùng Trương Trân Đài với người kế nhiệm của mình. Hãy cùng nhìn lại chặng hành trình trưởng thành và thực hiện nghĩa vụ rất cao cả với danh hiệu Miss International Queen Việt Nam của Phùng Trương Trân Đài thông qua một đoạn clip sau đây. Xin được chúc mừng Tân Đại sứ Hoàng Mỹ Miss International Queen Việt Nam 2020, đó là Phùng Trương Trân Đài. Chúc mừng. Tôi đã từng che giấu thân phận người chuyển giới của mình trong suốt hơn 10 năm. Tôi luôn trăn trở và khao khát được sống thật với chính bản thân mình. Vượt qua những mặc cảm bản thân và định kiến xã hội, tôi quyết định tham gia Đại sứ Hoàng Mỹ Miss International Queen Việt Nam 2020 để mang câu chuyện, thông điệp của bản thân đến với mọi người và để mọi người biết được cộng đồng LGBT văn minh, hiện đại và tốt đẹp như thế nào. Đại sứ Hoàng Mỹ Miss International Queen Việt Nam là ước mơ được sống thật với chính bản thân mình, trao đi tình yêu thương và truyền thêm động lực cho hàng trăm cô gái chuyển giới ngoài kia có thể bước ra ánh sáng. Welcome Miss Vietnam. Chiến thắng này không phải kết thúc hành trình, mà Đại biết rằng đây mới là bắt đầu hành trình chở trên vai niềm tin yêu và hy vọng lớn lao từ gia đình và những người yêu quý. Bởi thế, mỗi bước đi, mỗi trải nghiệm trong suốt nhiệm kỳ, Trân Đài luôn trăn trở làm sao có thể thực hiện được tốt nhất và không làm mọi người thất vọng. You can do everything you want. Even you are transgender, LGBT community, you will be strong. Work harder to raise your voice and your community. Thank you. Thank you, Việt Nam. Sau một nhiệm kỳ với nhiều thăng trầm, mất mát, có nhiều niềm vui, khó khăn và tiếc nuối, ở thời điểm hiện tại, nhìn lại mọi thứ, Trân Đài cảm thấy may mắn khi tiếng nói và câu chuyện của mình đã truyền cảm hứng và mang lại đến nguồn năng lượng tích cực cho những hoàn cảnh kém may mắn ngoài kia. Trong suốt hành trình đó, Trân Đài đã không ngừng nghỉ thực hiện các dự án thiện nguyện của mình, góp thêm bàn tay để lan tỏa tình yêu thương và sứ mệnh của mình. Từ những chị em chuyển giới lớn tuổi đến các bạn trong cộng đồng gặp nhiều khó khăn, vì hơn hết, Đại biết rằng còn quá nhiều nỗi đau và hoàn cảnh cần giúp đỡ ngoài kia. Giờ đây, Trân Đài đã có thể hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ của mình. Đại xin cảm ơn đến Giám đốc Quốc gia MIQ Việt Nam, cảm ơn ba mẹ, cảm ơn ekip, cảm ơn nhãn hàng, các anh chị em bạn bè đã hỗ trợ Trân Đài trong suốt hành trình đương nhiệm được trọn vẹn. Và lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả các anh chị, cũng như các bạn fan đã luôn theo dõi và ủng hộ Trân Đài từ những ngày đầu tiên. Chỉ ít phút nữa thôi, người kế nhiệm xứng đáng cho chiếc vương miện sẽ chính thức lộ diện. Gửi đến Tân Đại sứ Hoàng Mỹ, hãy đón nhận và tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này. Đại xin gửi đến bạn lời chúc vững vàng, mạnh mẽ để tiếp nối sứ mệnh lan tỏa và gìn giữ những điều tích cực, đẹp đẽ cho cộng đồng. Một lần cuối, tôi, Phùng Trương Trân Đài, đương kim Đại sứ Hoàng Mỹ, Miss International Queen Việt Nam. Một lần nữa xin được cảm ơn Phùng Trương Trân Đài, đương kim Miss International Queen Việt Nam 2020. Cảm ơn những nỗ lực và những điều mà bạn đã làm được cho cộng đồng LGBTQ+ nói riêng và xã hội nói chung trong thời gian vừa qua. Và chúng tôi tin chắc là người kế nhiệm của bạn cũng sẽ được truyền cảm hứng và cũng sẽ tiếp bước làm những điều thật ý nghĩa cho cộng đồng LGBTQ+ nói riêng. Và tiếp theo đây, thưa quý vị, sẽ là một màn trình diễn rất đặc biệt với sự tham gia của các huấn luyện viên, của các thí sinh Miss International Queen Việt Nam và cả những vị khách mời đặc biệt. Hãy cùng xem họ sẽ mang tới điều gì.
trả thù cho anh. Thank you.
Xin được cảm ơn màn trình diễn rất sáng tạo và rất bất ngờ, cũng như những nhân vật khách mời đặc biệt cũng đã mang tới những cảm xúc thật tuyệt vời. Họ xứng đáng một tràng pháo tay phải không quý vị? Và giờ phút này thì chắc hẳn rằng hội đồng cố vấn của chúng ta sẽ có rất là nhiều cảm xúc mong muốn chia sẻ đến tất cả quý vị và toàn thể thí sinh. Và ngay bây giờ, Nhật Hà rất mong muốn được lắng nghe những cảm xúc đến từ cố vấn chị Nguyễn Hương Giang, Giám đốc quốc gia Miss International Queen Việt Nam ạ. Thực sự thì lúc này Giang cũng có rất là nhiều cảm xúc. Nói chung là mọi người cũng có thể thấy là Giang mặt rất là căng thẳng. Thực sự mỗi một lần mà thực để làm một cái chương trình dành cho người chuyển giới, thực sự nó không dễ dàng đâu mọi người ạ. Và để mà có được cái đêm ngày hôm nay thì có lẽ là một cái sự, Giang không biết nó có phải là một sự đánh đổi hay không, nhưng chắc nó sẽ là một cái điều gì đấy rất là cố gắng và nỗ lực của cá nhân Giang và rất là nhiều người. Nhưng mà Giang tin rằng là được chứng kiến các em lớn lên từng ngày, và mọi người có nhìn thấy không, họ xinh đẹp nhường nào và họ văn minh như thế nào, tri thức của họ ra sao, nó đã hiện hữu hết ở trên sân khấu. Một chương trình mà không có bất kỳ một bộ đề nào, kể cả là tổng hợp 20-30 câu hỏi dành cho top 6 hay là top 3 hay tất cả các thí sinh cả. Tất cả là những cái điều mà phải nói rằng là các bạn quá tài năng và quá giỏi, chỉ là chưa có những cái cơ hội cho các bạn ý thể hiện ra mà thôi. Cho nên là Giang chỉ muốn nói là có thể coi đây là một sự đánh đổi, thì Giang vẫn hiên ngang và ngẩng cao đầu để được chứng kiến những cái khoảnh khắc tuyệt đẹp như thế này trong cuộc đời của mình. Và chị xin cảm ơn tất cả các em vì đã cùng với chị, chúng ta chưa bao giờ bỏ cuộc trong cái hành trình của những cái người chuyển giới tại Việt Nam. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Hương Giang. Cảm ơn bạn đã một lần nữa giúp cho chúng ta nhìn thấy được các thí sinh được giúp đỡ, được đồng hành bởi những người có tâm huyết như thế nào. Với nhà đại diện của thương hiệu tài trợ Vương Miện, doanh nhân Đôn Hậu, anh mong muốn người đội chiếc Vương Miện sẽ là người có phẩm chất như thế nào? Họ sẽ làm được gì cho cộng đồng LGBTQ+ nói riêng và xã hội nói chung? Đầu tiên thì cho Đôn Hậu gửi lời cảm ơn đến Hương Giang, một người đã truyền năng lượng, truyền tải và đem đến sân chơi MIQ 2022 lần 2023 lần này. Phải nói là thật là vinh dự cho Jessica Jury đồng hành và tài trợ. Hy vọng rằng những cuộc chơi sau thì cũng tiếp tục tài trợ và đồng hành. Với Đơn thì bây giờ top 3 rồi. Thì các em đủ tài sức sắc thì các em cũng đã có rồi, quý vị từ nãy giờ thì quý vị đã thấy rồi. Đối với Don thì nếu đạt được danh hiệu Miss International Queen Việt Nam 2023 thì hãy tiếp tục tỏa sáng và lan tỏa và hãy làm đẹp cộng đồng LGBT. Đó là niềm mơ ước nhỏ nhoi của Jessica Jury gửi tặng chiếc Vương Miện lần này. Cảm ơn. Xin cảm ơn chia sẻ của doanh nhân Đôn Hậu. Cảm ơn anh. Và nhìn cái cách mà doanh nhân Đôn Hậu trao chiếc Vương Miện cho giám đốc quốc gia của Miss International Queen Việt Nam Nguyễn Hương Giang, cũng có thể thấy được là anh nâng niu cái phần thưởng giá trị này. Nó không chỉ là một chiếc Vương Miện đắt giá về mặt vật chất, mà còn là một tính biểu tượng cho ai được mang trọng trách đó, cái quyền lợi đó trên đôi vai của mình. Và bây giờ xin được trở lại với các thí sinh Miss International Queen Việt Nam 2023. Chúng ta sẽ cùng đến với, trước tiên là những người giành giải thưởng phụ của Miss International Queen Việt Nam 2023. Giải thưởng đầu tiên, Best in National Costume, đã thuộc về thí sinh tới từ team huấn luyện viên Quỳnh Châu, Đỗ Tây Hà. Xin chúc mừng Đỗ Tây Hà và xin mời huấn luyện viên Quỳnh Hoa sẽ lên trao giải thưởng cho thí sinh Đỗ Tây Hà.
một lần nữa sẽ được chúc mừng cho Best in National Costume Đỗ Tây Hà và cảm ơn huấn luyện viên Quỳnh Hoa. Và giải thưởng phụ tiếp theo dành cho thí sinh có gương mặt xinh đẹp nhất. Giải thưởng mang tên Best Face of Miss International Queen Việt Nam. Vâng, một bất ngờ cực kỳ lớn sẽ được chúc mừng cho thí sinh Trần Quân đến từ team huấn luyện viên Quỳnh Châu. Xin chúc mừng thí sinh Trần Quân và xin mời huấn luyện viên Thủy Tiên sẽ lên trao giải Best Face Miss International Queen Việt Nam 2023 cho thí sinh Trần Quân. Xin dành tràng pháo tay cho thí sinh Trần Quân và xin được cảm ơn huấn luyện viên Thủy Tiên. Và ngay sau đây cũng là một giải thưởng mà sẽ có rất nhiều người xứng đáng nhận được, nhưng chỉ có một thí sinh sẽ được gọi tên ở hạng mục giải thưởng này, Best Catwalk. Xin được chúc mừng thí sinh Trang Nhung. Và xin được trân trọng kính mời lên sân khấu huấn luyện viên Mai Ngô trao giải thưởng Best Catwalk cho thí sinh Nguyễn Trang Nhung đến từ team huấn luyện viên Quỳnh Hoa. Xin được chúc mừng Trang Nhung với giải Best Catwalk Miss International Queen Việt Nam 2023. Xin được cảm ơn huấn luyện viên Mai Ngô. Và cuối cùng là một giải thưởng vô cùng ý nghĩa của chương trình năm nay, Best Inspire Miss International Queen Việt Nam 2023 đã gọi tên thí sinh Hà Đa. Vâng, xin được trân trọng kính mời lên sân khấu huấn luyện viên Quỳnh Châu sẽ trao giải thưởng Best Inspire cho thí sinh Hà Đan ạ. Chúc mừng Hà Đan, thí sinh đạt giải Best Inspire Miss International Queen Việt Nam 2023. Xin được cảm ơn huấn luyện viên Trịnh Nguyễn Quỳnh Châu. Vâng, và hãy cùng chào đón trở lại sân khấu ngay giây phút này Top 3 của cuộc thi Miss International Queen Việt Nam 2023. Hãy cùng ngắm nhìn lại thần thái, những bước đi đầy mạnh mẽ, tự tin và uyển chuyển của Top 3 Miss International Queen Việt Nam 2023. Trên tay Đức Bảo đang là kết quả những ngôi vị cao nhất của Miss International Queen Việt Nam 2023. Xin phép được mở phong bì. Chúng ta sẽ cùng biết ngay danh hiệu Second Runner-up Miss International Queen Việt Nam 2023 sẽ thuộc về ai. Nhưng trước tiên, hãy cho chúng tôi thấy những cái nắm tay và sự đoàn kết của top 3 trên sân khấu. Các bạn hãy tiến gần lại nhau hơn, truyền cho nhau những nguồn động lực để bước tiếp vào khoảnh khắc vô cùng quan trọng này. Và ngôi vị Second Runner-up Miss International Queen Việt Nam đã gọi tên thí sinh Nguyễn An Nhi. Xin chúc mừng thí sinh Nguyễn An Nhi với danh hiệu Second Runner-up Miss International Queen Việt Nam 2023.
xin trân trọng kính mời lên sân khấu ban giám khảo chiếc ghế nhân ái. Huỳnh Như sẽ lên chào cúp và hoa. Đại diện của thương hiệu Change You và cố vấn sắc đẹp anh Thái Hoàng Sơn sẽ lên trao giải thưởng tiền mặt và các voucher. Xin mời Second Runner Up Đại sứ Hoàn Mỹ 2020 Tường Vi lên trao sash cho Second Runner Up Miss International Queen Việt Nam 2023 Nguyễn An Nhi. Vâng, xin được chúc mừng cho Second Runner-up MIQVN năm 2023. Cảm ơn An Nhi, cảm ơn chị Huỳnh Như, cảm ơn Thái Hoàng Sơn, cảm ơn Tường Vi rất nhiều. Xin được cảm ơn đại diện các thương hiệu và xin được chúc mừng Nguyễn An Nhi. Và chúng ta sẽ cùng trở lại với vị trí trung tâm sân khấu với hai gương mặt rất xinh đẹp, với những giọt nước mắt của sự hồi hộp, của hạnh phúc khi các bạn đã ở rất gần với danh hiệu Miss International Queen Việt Nam 2023. Các bạn đã là những thí sinh thể hiện tốt nhất, có những sự phát triển đột phá nhất. Và trong đêm nay các bạn đã tỏa sáng rực rỡ nhất. Cho dù là Diệu Thảo hay Tường San thì chắc chắn các bạn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Miss International Queen Việt Nam 2023. Và trong bất kỳ trường hợp nào, nếu như người chiến thắng cuộc thi Miss International Queen Việt Nam 2023 không hoàn thành được nghĩa vụ của chính bản thân mình, thì First Runner Up sẽ giành quyền đại diện Việt Nam tại đấu trường quốc tế. Ai sẽ là người được gọi tên ở khoảnh khắc này thì sẽ là người đón nhận danh hiệu Miss International Queen Việt Nam 2023. Đó có phải là Tường San hay là Nguyễn Hà Diệu Thảo? Chúng ta sẽ cùng gọi tên cô gái ấy cùng một lúc nhé. Thế mình gọi ai ạ? Anh sẽ đếm 3, 2, 1 và xin mời Nhật Hà đọc tên cô ấy cùng anh nhé. Vâng ạ. Miss International Queen Việt Nam 2023 xin được gọi tên. 3, 2, 1, Nguyễn Hà Diệu Thảo. Vâng, như vậy Nguyễn Tường San đã chính thức trở thành First Runner của cuộc thi Miss International Queen Việt Nam 2023. Xin mời giám khảo Hoàng Song Hà, xin mời cố vấn Thái Hoàng Sơn và First Runner Đại sứ Hoàn Mỹ 2020 Lương Mỹ Kỳ lên trao giải thưởng cho thí sinh đạt giải First Runner-up Miss International Queen Việt Nam 2023, Nguyễn Tường San. Xin mời Á Hậu Tường Vi sẽ trao sash cho First Runner-up của cuộc thi MIQVN năm 2023. Một lần nữa chúc mừng cho Nguyễn Tường San. Xin chúc mừng Nguyễn Tường San với danh hiệu First Runner-up Miss International Queen Việt Nam 2023. Vâng, xin được cảm ơn Tường Vi, cảm ơn chị Hoàng Song Hà, cảm ơn anh Thái Hoàng Sơn và chúc mừng cho Tường San đã chính thức ghi danh trở thành First Runner-up của cuộc thi năm nay. Và bây giờ sẽ là khoảnh khắc đón nhận những giải thưởng danh giá. Giây phút đăng quang của Miss International Queen Việt Nam 2023, Nguyễn Hà Diệu Thảo. Chúng tôi xin mời lên sân khấu các vị cố vấn, chị Yoshi, chị Fushia, anh Thái Hoàng Sơn sẽ lên trao giải thưởng cho quán quân của Miss International Queen Việt Nam 2023. So, thank you so much, Yoshi, and thank you so much, Miss International Queen 2022, Portia. Và ngay giờ phút quan trọng này, Nhật Hà xin được mời lên sân khấu đương kim Miss International Queen Việt Nam 2020, chị Phùng Trương Trân Đài sẽ tiến lên sân khấu để trao vương miện cho người kế nhiệm
là Nguyễn Hà Diệu Thảo. Một khoảnh khắc thật đẹp và ý nghĩa, mang lại cho chúng ta những cảm xúc thật tích cực. Nguyễn Hà Diệu Thảo, một đại diện tiêu biểu của cộng đồng LGBTQ+, đã đồng hành cùng với các thí sinh khác để vượt qua rất nhiều những thử thách trong Miss International Queen Việt Nam 2023. Và ngày hôm nay, cô là người xuất sắc nhất, là người đã tỏa sáng rực rỡ nhất và được gọi tên Miss International Queen Việt Nam 2023, Nguyễn Hà Diệu Thảo. Và mong rằng với ngôi vị danh giá của MIQVN, Nguyễn Hà Diệu Thảo sẽ viết tiếp chặng hành trình tuyệt vời của cô ấy với những sứ mệnh lan tỏa và sẽ hô vang hai tiếng Việt Nam đầy tự hào trên đấu trường quốc tế tại Miss International Queen. Chúng tôi cũng xin được gửi lời chúc mừng tất cả các thí sinh Miss International Queen Việt Nam 2023. Chúc mừng Master Coach Hoàng Thùy, chúc mừng các huấn luyện viên cùng với team của mình đã đi đến những chặng cuối cùng của Miss International Queen Việt Nam năm nay. Xin được cảm ơn các nhà tài trợ, các đơn vị đồng hành, tất cả những con người đã góp công sức để tạo nên một mùa giải kéo dài trong 3 tháng của MIQVN thật sự thành công và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới không chỉ cộng đồng LGBTQ+ mà còn trong xã hội nói chung. Vâng, và xin kính mời top 3 chung cuộc, chúng ta hãy cùng tiến lên phía trước với tân Miss International Queen Việt Nam 2023, Nguyễn Hà Diệu Thảo. Xin mời Tường San và An Nhi sẽ cùng đến đứng bên cạnh người bạn của mình, Nguyễn Hà Diệu Thảo. Xin được cảm ơn hậu trường chân đài. Vâng, và xin mời Miss International Queen Việt Nam 2023, Nguyễn Hà Diệu Thảo sẽ sải những bước chân đầu tiên của mình trên sân khấu này và mang niềm tự hào của Việt Nam tại đấu trường quốc tế của Miss International Queen 2023. Để chung vui cùng Miss International Queen Việt Nam 2023, Nguyễn Hà Diệu Thảo. Thưa quý vị, đây cũng sẽ là những hình ảnh khép lại cho đêm gala của Miss International Queen Việt Nam 2023. Ngôi vị danh hiệu cao nhất cũng đã có chủ nhân và chắc chắn từ đây sẽ là một chặng đường mới với rất nhiều điều tốt đẹp, những giá trị mà Nguyễn Hà Diệu Thảo cùng với tất cả những thí sinh của Miss International Queen Việt Nam lan tỏa tới cộng đồng. Xin được cảm ơn các khán giả đã tới sân khấu của chúng tôi để cổ vũ cho các thí sinh. Cảm ơn tất cả những người đã theo dõi qua livestream trên Hương Giang Entertainment Channel của YouTube. Cảm ơn tất cả những ai đã dõi theo và ủng hộ cho Miss International Queen Việt Nam năm nay. Và một lần nữa xin được kính chào tất cả quý vị. Chúc cho quý vị sẽ luôn luôn tràn đầy sức khỏe, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong những mùa giải tiếp theo của MIQVN.